Tất cả quý vị cùng giơ tay để làm lễ chào cờ. Và lễ chào cờ bắt đầu.
sang góc nhà. Giờ tất cả quý ông bà anh chị em đến với diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam. Và để bắt đầu chương trình hội luận với Hòa thượng Thích Việt Việt, Phó Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa đạo và cũng là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Hòa thượng dù rất đa đoan với công việc của nhà chùa, công việc của Phật, nhưng Hòa thượng vẫn để ưu ái dành cho diễn đàn chúng ta một tuần hai tiếng hội luận. Và mà sách tăng xưa cũng mong quý bà con đóng góp ý kiến và cùng nhau tham dự cái buổi hội luận ngày hôm nay. Và để bắt đầu cho buổi hội luận hôm nay, sách tăng xưa kính mời Hòa thượng Thích Vương Việt đến với diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Hòa thượng Thích Hiền Việt từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Xin trân trọng kính chào quý ngài và toàn thể quý vị có mặt trong diễn đàn. Và đặc biệt cảm ơn tất cả các vị quan tâm và gìn giữ diễn đàn podcast này để mỗi chúng ta góp phần cho cái tiếng nói cuộc khởi của những kẻ lương thiện người Việt Nam quan tâm đến nguồn cội, quan tâm đến vận mệnh của đất nước, quan tâm đến hơn 90 triệu người dân lương thiện, đồng bào của chúng ta trong nước, và quan tâm đến giấc mơ chung của người Việt Nam trong nước và hải ngoại cho vận mệnh của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Nhiều tuần qua, vì nhiều công việc bận rộn, có một số công việc thì các ngài và quý vị biết, có một số công việc thì công việc bận rộn hàng ngày. Do vậy, hôm nay được trở lại với diễn đàn để
Trước hết có một ít thông tin về chuyến đi vừa rồi của cá nhân chúng tôi cùng tháp tùng với phái đoàn y tế dưới sự trách nhiệm và hướng dẫn của linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Chuyến đi của chúng tôi khởi hành từ ngày chung chung là cái ngày đó là ngày 21 thứ sáu tháng 2 và đến cái cuối tháng tức là ngày 28 thì chúng tôi hoàn tất cái công tác. Mặc dù rằng cái khoản tiền cho cái chuyến đi không có nhiều, khoảng 85.000, tuy nhiên cái ý nghĩa nó rất là lớn. Số người tham dự đó là 26 người và gồm có nhiều cái vị trong chuyên khoa về y tế, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá, cũng như những người quan tâm. Và cá nhân chúng tôi thì chúng tôi không có trong cái chuyên môn đó. Nếu có chuyên môn chăng, đó là một vị tu sĩ thành viên của Phật giáo duy nhất trong phái đoàn và tất cả còn lại linh mục cũng như những người đi theo cái đoàn tác thành nên cái công việc trong chuyến đi hầu hết là người Thiên Chúa giáo, người Công giáo. Và đặc biệt nữa là đến một quốc gia mà gần như là 95% đó là người Công giáo Vatican, La Mã. Tuy vậy tất cả những chuyện đó có cái sự khác biệt quá lớn, chỉ có một người là Phật giáo, trong khi đó thì 26 người còn lại là thành viên của phái đoàn là người Công giáo. Và trên đất nước của Philip Tăng thì 95% là cái người tín lý là Công giáo La Mã. Tuy vậy gần như chúng tôi không có một cái chuyện gì để khởi lên làm nên cái sự khác biệt về tín ngưỡng như vậy. Và kể cả khi chúng tôi tới trên cái mảnh đất tỉnh bang Lê Thi, mà thủ phủ của tỉnh bang này tức là Tacloban, gặp gỡ mọi người thì không thấy, dưới mắt tôi không thấy có một chuyện gì giữa mọi người tới, người thương và người được thương, người giúp và người được giúp mà khởi lên cái sự khác biệt trong vấn đề tín ngưỡng. Điều đó làm cho tôi cảm kích và tôi nghĩ rằng tất cả mọi linh mục bác sĩ Phổ Tâm cũng như các anh chị trong phái đoàn và tất cả mọi người gặp nhau đều rất lấy làm vui, đúng nghĩa là tình người. Đúng nghĩa là như ca dao Việt Nam của chúng ta, một con ngựa đao cỡ tàu không ăn cỏ, cũng đúng nghĩa trong ý nghĩa của ngôn ngữ của người Việt Nam của chúng ta gọi là đồng bào, mặc dù là cái không ở trong cái huyền thoại một mẹ sinh ra 100 trứng nở 100 con cùng một bào thai, không cùng trong cái ý nghĩa của câu chuyện đó. Tuy nhiên có thể nói rằng nó gần như là ông bà mình nói là tứ hải giai huynh đệ, tức là bốn biển đều là anh em một nhà với nhau. Điều đó làm cho mỗi người trong chúng tôi đều rất là cảm kích khi lúc mà hoạn nạn, mà hoạn nạn đó là cái người Philippines ảnh hưởng đến trên dưới 14 triệu người trong cái bão Hải Yến Haiti diễn ra trong tháng 11 rồi năm 2013. Chúng ta thấy điều đó là một sự cảm kích, điều đó là một giá trị, điều đó là một cái gì mà mỗi chúng ta đều phải quan tâm, suy nghĩ, vì đó là một hiện thực, chứ không phải là một cố gắng để suy nghĩ, cố gắng để sống một cách mẫu mực, cố gắng để suy nghĩ như là một cái chuyện gì mà nó chưa tới, nhưng không, đây là chuyện đã tới và đang diễn ra. Và điều đặc biệt nữa là chúng ta thấy là cái tổ chức từ thiện, từ tế của người Phật tử Đài Loan, họ đã có miệt mặt rất là sớm, vừa sau cái trận bão Hải Yến diễn ra. Tại vì Đông Nam Á cũng gần gũi đó, và cái tổ chức này rất là năng động, tổ chức từ thiện Phật giáo rất là năng động và rất là lớn. Có thể là đây là một tổ chức có thể nói là giám dốc cái hoạt động cũng giống như là tổ chức Hồng Thập Tự. Nhưng mà đối với tôi thì trong ý nghĩa của người Phật tử thì cái tổ chức từ tế này đúng là áp dụng cái từ tâm, hay nói đúng hơn là cái từ bi của Phật giáo. Từ tức là ban vui, mà bi là cứu khổ. Giữa cái ban vui và cứu khổ, có những lúc cái ban vui đó tức là chia sẻ cái niềm vui, cái niềm an lạc hạnh phúc, giúp đỡ với nhau để cùng sống trong sự hòa hài êm ấm an lạc hạnh phúc. Nhưng nếu có gì bấp bênh trở ngại thì liền là tất cả chúng ta cùng cố gắng để bảo vệ cái an vui đó. Và nếu cái an vui đó vì lý do gì đó mà uy hiếp hay là mất đi thì chúng ta lại dùng cái trí tuệ
dùng cái sự hiểu biết, dùng cái sự nỗ lực, dùng cái tâm nguyện của mình để cố gắng để gìn giữ lại cái an vui đã đạt trong sự nguy hiểm, an vui đó đã mất. Thì do vậy cái từ tức là ban vui mà bi là cứu khổ, thì cái tổ chức từ tế Suchi Foundation của người Đài, Phật tử Đài Loan này chúng ta thấy rằng rất là đặc biệt. Họ hàng ngày như vậy thì họ đã nỗ lực sớm nhất trong cái tháng 11 họ đã có mặt và họ đã vận động bước đầu tiên là 172 người thành viên, mà thành viên đó không phải là từ Đài Loan, mà thành viên đó là người Đài Loan, người Malaysia, người Indonesia, tôi không biết là có người Việt Nam không. Họ đã tới và họ đã vận động đầu tiên trên dưới 20.000 người như vậy để tham gia cái chương trình hoạt động để cứu tế tại tỉnh bang Lê Thi, thủ phủ Tacloban. Và họ đã quan tâm đến trường học, họ đã quan tâm đến giáo dục các em, những trường học bị hư hại, khó mà bắt đầu lại, thì họ đã cố gắng để nỗ lực để giúp đỡ cho các trường học được sớm phục hồi, và con em, đứa nào mà còn trong điều kiện mà có thể tới trường được, thầy cô giáo có thể bắt đầu dạy được, các em có thể tới trường được. Và hàng ngày như vậy họ cung cấp thực phẩm chính cho, và đặc biệt là và cái luồng nước sạch họ đã vận động đem những cái máy lọc nước mà do cái kỹ thuật của người Đài Loan tạo nên, cái máy lọc nước đó người ta gọi là máy lọc nước ba chữ Q, tức là trong tiếng Mỹ gọi là Q3, tức là ba chữ Q, đó là quantity tức là số lượng, rồi quality tức là phẩm chất, và quick tức là nhanh, tức là cái máy đó lọc nước dơ làm sao để có thể lọc nhanh, lọc ra một lượng số lượng nước nhiều và cái phẩm chất đó an toàn cho cái người tiêu dùng. Thì chúng ta biết là cái nguồn nước nó rất là quan trọng. Rồi họ tất cả những nhu cầu đời sống, họ làm nên những cái lều trại cho người nạn nhân thiên tai đó có thể sớm có cái chỗ để ở trú, và nhiều cái sự giúp đỡ khác cần thiết khác. Chúng ta biết rằng đó là một tổ chức từ thiện của Phật giáo Đài Loan, mà không phải chỉ ở một châu lục nào mà cùng khắp trên thế giới này. Bất cứ ở đâu có cái thiên tai nạn thì gần như họ được xuất hiện rất là sớm. Kể cả trước đây ở Hoa Kỳ này, bão Katrina mà chúng ta nghe biết đó là nó tác hại nặng nhất là ở tiểu bang Louisiana, mà cái thành phố đó là thành phố New Orleans, cũng như các tiểu bang Alabama, Mississippi, rồi cả một phần của tiểu bang Texas nữa. Phải nói là người Phật tử chúng ta cần biết đó để thấy rằng trong nhiều cái sự nỗ lực, dĩ nhiên trong Phật giáo là một cái tổ chức rất là lỏng lẻo và tự do. Do vậy cá nhân cũng như những tổ chức từ thiện đã có những sự nỗ lực rất là đông đảo. Nhưng mà nếu nâng lên cái tầm mức tổ chức quy củ, quy mô và toàn cầu thì đây là một tổ chức từ thiện chúng ta cần nên biết. Và ngày hôm nay chúng tôi nói như vậy, nhưng quý ngài và quý vị có thể vào trong Google để check, để tìm thấy cái sự hoạt động của họ không phải chỉ có một nơi, mà bất cứ cái nơi nào trên thế giới này có những cái thiên tai, có những cái khổ đau dân sự lớn lao như vậy thì họ hầu hết họ đều có mặt, không phải là chỉ có một chỗ, một nơi mà cùng khắp hết. Thì ở đây phải nói là rất là đặc biệt. Và tại thành phố Houston chúng tôi cũng có một cái văn phòng của họ ở đây, trên đường Corporate ở thành phố Houston này. Và dĩ nhiên trở lại là chúng ta biết tại Houston của chúng tôi, cái sự đóng góp cho cái cứu trợ như vậy đã trên 500.000 đô la. Và nếu mà ở hải ngoại này chắc chắn là đã hơn 1 triệu, chúng tôi không biết là chúng tôi nghĩ rằng có thể là trên dưới 1 triệu rưỡi đô la chứ không phải ít đâu. Thì mà nếu mà chúng ta đem cái tiền bạc phẩm vật đó mà trực tiếp như cái phái đoàn Medical Mission của chúng tôi đi qua đó, thì chúng tôi cảm thấy rằng nó rất là lợi lạc, rất là trực tiếp và rất là hiệu quả. Mỗi ngày như vậy trong phái đoàn, buổi sáng lên đường, kể cả một số những người thiện nguyện của địa phương người Philippines, như vậy thì coi như khoảng chừng 30 người ngồi chặt một chiếc xe bus 30 người và kèm theo một chiếc xe chở phẩm vật nữa, sáng đi và chiều về. Và tới đó là
trước hết là cho vấn đề gìn giữ sức khỏe của họ, có bàn cho thuốc, có bàn chữa bệnh, có bàn chữa bệnh tổng quát, có bệnh có bàn lo vấn đề về trị liệu về răng, dental care, và chúng tôi có cho về phẩm vật, cho quà cho người lớn, cho quà về trẻ em, có khoảng chừng 5.000 cái món quà đó cho trẻ em. Trẻ em quan trọng là những cái đồ mà giúp cho các em ở trường học, tức là medical supply, rồi cho quà của người lớn, những phẩm vật như gạo, như thức ăn khô, như đồ hộp, vân vân. Và buổi sáng mỗi màn ngày như vậy, 5 ngày liên tiếp, sáng đi và tối về, sáng đi và tối về. Và tất cả mọi người làm việc, đặc biệt bên ban y tế, các bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, y tá, và tất cả chúng ta đều nỗ lực, và chúng tôi thấy rất là đặc biệt. Có thể nói là cái sự phản ứng của cộng đồng Việt Nam để bày tỏ cái lòng tri ân của mình sau biến cố thương đau của dân tộc Việt Nam 1975, không biết bao nhiêu người đã vượt biên đường bộ, đường biển, và đặc biệt là đường biển, và dân tộc của Philippines đã mở rộng vòng tay để cung cấp cho người Việt Nam trên cung đường tìm vượt thoát việc phạm tìm tự do đó, có một chỗ tạm dung chờ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp cho cái quy chế tị nạn, hoặc là những cái chỗ khác đã cấp quy chế tị nạn rồi nhưng mà trên cung đường chiến tích thì họ dừng chân lại tại Philippines. Và gần 2 thập niên như vậy, họ đã tận lực giúp cộng đồng Việt Nam của chúng ta, và bây giờ họ gặp hoạn nạn và thương đau vì thiên tai, coi như chết trên dưới 7.000 người và khoảng 14 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai này. Và cái phái đoàn giúp 5 ngày như vậy, mặc dù khoản tiền không bao nhiêu, nhưng mà ở đây đúng như người Việt Nam của chúng ta, nó là của tuy tơ tóc mà nghĩa so nghìn trùng. Và cái nghĩa này xứng đáng để làm, và toàn thể người Việt Nam ở hải ngoại này đã góp phần. Do vậy cái khoản tiền nâng lên rất là lớn, và để đáp lại cái nghĩa ngày xưa, cái tấm lòng ngày xưa của cộng đồng, của quốc gia Philippines để dành cho người Việt Nam cái con đường vượt thoát Việt Cộng đi tìm tự do. Và khi họ khổ đau thì chúng ta phản ứng lại một cách rất là đẹp, phải nói rất là đẹp. Do vậy cái phái đoàn đi để đem những món quà thể hiện qua cái sự đóng góp tiền bạc của người đồng bào Việt Nam của chúng ta tại Houston nói riêng, và tiểu bang Texas cũng như nhiều nơi trên đất nước Hoa Kỳ này, trong cái chuyến công tác mà gọi là cứu tế từ diễn ra từ ngày 21 tháng 2 cho tới cuối tháng 2 vừa rồi. Và kết quả thì rất là mỹ mãn, rất là vui, và cái chuyến đi rất là thành công. Và tôi là một vị tu sĩ mà cũng là một Phật tử duy nhất trong phái đoàn, và chúng tôi rất cảm kích những cái cách cư xử, cái cách cảm nhận và cái cách cùng với nhau làm việc, và không ai khởi lên cái sự khác biệt nào trong vấn đề khác tín ngưỡng. Trong chuyến đi như vậy, tôi có suy nghĩ rằng một người, mà nhiều người thì một tập thể, muốn làm những cái việc nghĩa, và việc nghĩa đây là muốn giúp người hoạn nạn thiên tai của Philippines. Và cái người hoạn nạn thiên tai Philippines, bão lớn như vậy, và đời sống họ vốn dĩ nghèo, nhưng mà khi thiên tai ập vào thì không còn gì nữa, tức là họ cần cái sự cứu giúp. Người đã chết rồi, đã nằm sâu trong lòng đất rồi là không nói, nhưng người còn sống sót thì gần như phương tiện đời sống không còn gì nữa. Họ trông chờ từng giờ, từng ngày có ai đó để giúp đỡ họ, có nghĩa họ khao khát để được giúp đỡ. Mà khao khát giúp đỡ này nó rất là căn bản, cái gì thuộc về thực phẩm, nước uống, cái gì thuộc về áo, quần áo mặc, cái gì thuộc về thuốc men trị liệu bệnh tật, cái gì thuộc về cái chỗ ở, vân vân. Thì họ trông chờ từng giờ từng ngày như vậy. Hai cái đối tượng gặp lại, một người tha thiết để tìm đối tượng khổ đau để giúp đỡ, một người tha thiết vì thiếu thốn tất cả mọi phương tiện của đời sống để gìn giữ cái sức khỏe của mình để sống còn. Hai cái tâm hồn đã gặp lại, chúng ta gọi là tình người. Nếu có thể gọi chăng, đó là tình người. Khi nói đến tình người thì không ai
Lúc bấy giờ trong hai đối tượng đó không ai khởi lên rằng ô tình người này tôi phải cần cùng một tín ngưỡng tôi mới thương mới giúp, tình người này tôi cần phải cùng một chủng tộc tôi mới thương tôi mới giúp, tình người này cần phải đồng ngôn ngữ tôi mới thương mới giúp, tình người này cần cái sự cùng văn hóa tôi mới thương tôi mới giúp, vân vân và vân vân. Thì không ai khởi lên như vậy hết. Mà nếu ai trong chúng ta mà khởi lên như vậy hết, quả thật rằng chúng ta chưa làm đủ cái gọi là tình người. Chúng ta chưa làm đủ cái gọi là tình người. Và tất cả những tâm hồn gặp nhau trong phái đoàn, từ hiếu sinh đi qua Chắc Lô Ban, qua là Lê Thi, và những người được đón nhận những món quà đó từ người lớn, nam phụ, lão, đến thiếu nhi ấu, tất cả đều rưng rưng lệ, tức như là cái cuộc gặp gỡ quá tuyệt vời, một người tha thiết, có thể nói là ngàn dặm xa, và một người đó cơm khát nước cần được giúp đỡ. Một người ngàn dặm xa mà đi tìm tới một cái chỗ nơi có thể nói là gần như là đó là lần đầu tiên tôi đặt chân tới nước Philippines. Và một người ở một chân trời góc biển đó mà có những người là sao họ tốt như vậy. Họ đem tiền bạc của cải, họ bỏ thì giờ, bỏ công sức, bỏ công ăn việc làm, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cái. Thế mà họ đi qua đó thì tất cả những cái sự gặp gỡ đó quá là một sự gặp gỡ, có thể là một gặp gỡ nhiệm màu. Chỉ có người nào sống trong cái tình người, mình quan tâm đến mình nhưng còn phải quan tâm đến người khác, mình sống còn nhưng người khác phải sống còn, thì cuộc sống nó có ý nghĩa. Chứ nếu mình sống còn mà người khác không sống còn thì làm sao có ý nghĩa được. Hai người khác sống còn mà mình không có sống còn thì dĩ nhiên là không có ý nghĩa gì hết. Thì cái sự gặp gỡ như vậy đó là một sự gặp gỡ nhiệm màu. Và cái nhiệm màu đó nó không phải là nhiệm màu để chúng ta phải tin vào một đấng nào thượng đế. Chúng ta tin vào Phật, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta tin vào, chúng ta trở lại tin của con người của mình. Mình tin lấy mình và mình tin tha nhân. Mình sống cuộc đời có ý nghĩa lấy mình và mình giúp cho tha nhân có cơ hội để sống cuộc đời có ý nghĩa. Thì quả thật rằng những điều như vậy nó diễn ra, nó đều là nằm trong cái tính toán, nằm trong cái ước mơ, nằm trong cái sự cố gắng, nằm trong sự thương cảm, nằm trong cái sự quan tâm của mình và tha nhân, và tha nhân đối với mình. Phải nói đó là cuộc sống của chúng ta. Cái đẹp là do chúng ta nỗ lực mà tác thành nên cái đẹp. Ngược lại, cái xấu là cũng tại do mình mà tác thành nên cái xấu. Như vậy cái xấu và cái đẹp cũng là ở giữa chúng ta. Và dĩ nhiên cuộc sống chúng ta cố gắng để thanh lọc cái xấu, để cố nỗ lực để xây đắp cho cái đẹp. Và một khi mà mình góp phần để xây dựng cho cái đẹp rồi, thì cái đẹp đó, một cái đẹp nó khởi lên thì nó kéo theo nhiều cái đẹp nữa, và nhiều cái đẹp nữa nó khởi lên thì nó kéo theo nhiều cái đẹp nữa. Ngược lại, một cái xấu nó khởi lên thì kéo theo nhiều cái xấu, và nhiều cái xấu nó khởi lên thì kéo theo nhiều cái xấu nữa. Ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta nói rằng diễn tả cái đó là sinh sự thì sự sinh. Mà nếu nói về ngôn ngữ của nhà Phật gọi là lý duyên khởi, tức là một cái điều khởi lên đó thì chung quanh đó nó có những cái sự vận hành như thế nào đó để nó xảy ra một sự cố. Một sự cố đó xảy lên thì nó kéo lôi theo nhiều sự cố nữa. Như vậy thì tất cả những điều đó, chúng ta thấy rằng tất cả những điều đó đều vận hành vật của vai quanh cái sự hiện diện của mỗi chúng ta và của tất cả chúng ta. Có suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thấy cuộc sống chúng ta phải khiêm nhường lại, và chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm sao để xây dựng, để bồi đắp lên cái gọi là tình người, để bồi đắp lên cái gọi là đẹp, để bồi đắp lên cái gọi là ý nghĩa của cuộc sống. Nếu nhược bằng không toàn là màu đen, cuộc sống toàn là khổ đau, cuộc sống là toàn là tù tội, cuộc sống toàn là những cái bất hạnh đang chờ đợi đâu đó cho chúng ta. Do vậy chúng ta rất là trân quý tất cả những bậc thiện tri thức, những người đang phải chịu khổ nhục để đấu tranh cho cái đẹp diễn ra,
để đấu tranh cho cái tự do được diễn ra, để đấu tranh cho cái dân chủ của dân tộc được diễn ra. Và xấu ác thay, và xấu ác thay, và buồn thay cho những kẻ làm ngược lại với điều đó. Và điều đó không có nghĩa là chúng ta chỉ nói lên là phê bình, chỉ trích những điều đó chỉ là những điều nó nằm trong cái sự giới hạn của một nhóm người, mà điều đó nó lên cái giá trị đúng sai, thiện ác, chánh tà, nên hư, tốt xấu, hạnh phúc và đau khổ trước mắt toàn thể thế giới. Thế nhưng có những kẻ ngu muội, có những kẻ độc ác, có những kẻ quỷ kế mưu thần trước quỷ, những cái ác tâm ác độc của bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Trung Quốc, là hai cái sự cấu kết một cách hiểm nguy cho cái cho vận mệnh đất dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ý thức được điều đó, cho nên tất cả chúng ta từ trong nước ra đến hải ngoại, tất cả chúng ta hang cùng ngõ hẻm nào cũng đang quay về và nhìn về một cái hiểm nguy của dân tộc mà đã suốt kéo dài miền Bắc gần 70 năm, miền Nam gần 40 năm, cộng lại trên 100 năm cái sự lung hiểm, đọa đày, khổ hải của dân tộc Việt Nam chỉ vì một cái luồng tư tưởng ma quỷ cộng sản đã thổi vào cho dân tộc Việt Nam, đã thổi vào dân tộc Tàu, đã thổi vào dân tộc Việt Nam của chúng ta, đã làm cho dân tộc trở nên điêu đứng lầm than. Mà với một cái thời gian phải nói là hơn 100 năm, đó là thời gian quá lâu rồi, quá lâu rồi. Chúng ta phải làm sao để thay đổi cái vận mệnh của dân tộc, để đất nước Việt Nam sớm có được tự do, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, và có như vậy chúng ta mới gìn giữ được cái mảnh đất cha ông của chúng ta hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước cho tới đời con cháu của chúng ta. Điều đó hàng ngày của chúng ta đang ngẫm nghĩ, và điều đó hàng ngày của chúng ta đang có không bao nhiêu người đã hy sinh, và đặc biệt là những người trẻ đang dấn thân để đấu tranh cho dân chủ, cho tự do, cho độc lập của dân tộc Việt Nam của chúng ta từ trong nước ra đến hải ngoại. Ngày hôm nay tất cả những cái vui và cái buồn, cái được và cái mất, cái hơn và cái thua đều trở nên mà toàn cầu hóa, có nghĩa là ít ra là cái thông tin đó, chẳng hạn như cái sự cố ngày thứ bảy, ngày ngày 8 tây tháng 3 vừa qua tại Malaysia, cái chuyến bay gọi là MH370 đã sau nhiều tiếng đồng hồ cất cánh tại Malaysia thì mất tích trên vùng Đông Nam Á, và cho tới lúc này trải qua 5 ngày rồi nhưng mà vẫn chưa tìm ra tung tích của chiếc máy bay đó, và gần như rúng động hết tất cả các giới truyền thông khắp nơi trên mặt địa cầu này, nó đang chấu và đang nhìn về và đang nỗ lực để tìm kiếm cái giải đáp cho tại sao, lý do làm sao, và bây giờ chiếc máy bay đó đâu rồi, và đến 239 người ở trên đó, 12 phi hành đoàn và 277 người, và trong đó có 153 người Trung Hoa, 38 người Malaysia, và có khoảng 14 cái quốc tịch khác nhau, có 4 người Âu Châu và có 3 người Mỹ. Do vậy chúng ta phải ý thức rằng, trân quý rằng ngày hôm nay cái phương tiện của truyền thông và cái sự lăng mẵng nỗ lực khi có một bất cứ một việc gì xấu ác, một việc gì bất tường, một việc gì bất hạnh, một bất tường bất hạnh đó, dầu là cái đó tạo ra bởi con người hay trục trặc vấn đề về kỹ thuật hay vấn đề về thiên tai như bão hải yến diễn ra như vậy, và tất cả con người đã chấu vào đó để tìm cách để giải quyết. Chúng ta hãy đẩy mạnh cái cao trào đó. Chúng ta hãy đẩy mạnh cái cao trào đó, tức là một sự cố nào xảy ra là toàn thể thế giới đều chấu vào để giải quyết. Tuy vậy chúng ta vẫn thấy rằng nó có một cái gì đó mà
nếu mà chúng ta không có quan tâm và chúng ta không đeo đuổi thì chúng ta nghĩ rằng nó bất hạnh, nó vô lý và nó bất công. Nhưng mà tất cả điều đó chúng ta biết cuộc sống có những cái được và có những cái mất, có những cái đúng và có những cái sai, có những cái cập và có những cái bất cập. Chẳng hạn ví dụ chúng ta thấy rằng tại sao cái kỹ thuật ngày hôm nay một chiếc máy bay bay lên bầu trời và bầu trời hôm nay là nhất chằng chịt bao nhiêu là những cái khoa học kỹ thuật nó đang xen lẫn, giống như mà nó chụp lấy, nó phủ lấy, nó theo dõi và nó đeo đuổi. Gần không có chỗ nào, có chỗ trống trên mặt đất này mà không có những làn sóng của khoa học kỹ thuật giăng mắt vào trong đó. Thế nhưng tại sao chiếc máy bay đó không tìm ra tung tích, chẳng hạn như vậy. Chúng ta còn hy vọng nữa để có thể cái sự nỗ lực của con người, đặc biệt là những khoa học kỹ thuật của các quốc gia tiên tiến để có thể góp phần để tìm kiếm. Và chúng ta cũng thấy rằng rất là lạ lạ, ví dụ như ngày hôm nay tại sao cái sự quan tâm đầy đủ như vậy, cái sự để ý như vậy, cái sự góp phần như vậy, cả một thế giới, một cái tổ chức quan trọng đó là tổ chức Liên Hợp Quốc và tất cả những cái sự nỗ lực khác nữa, tại sao Bắc Hàn vẫn đau khổ như vậy, tại sao người dân tộc Trung Hoa vẫn tiếp tục đau khổ dưới gốc dài ý thức hệ cộng sản phi nhân phi nghĩa như vậy, Việt Nam là như vậy, Cuba là như vậy, tại sao chính phủ Nga, đặc biệt ông Putin tổng thống Nga lại là đem quân trên ý nghĩa nào đó có thể là đang xâm lăng nước Ukraine tại bán đảo Crimea như vậy. Tại sao Syria mà đã gần 200.000 người chết mà vẫn không thay đổi được chế độ, được thế giới ngày hôm nay làm gì đâu? Bao nhiêu cái sự nỗ lực liên cơ quan Liên Hợp Quốc ở đâu? Sức mạnh của điều thiện ở đâu? Lẽ phải ở đâu? Công bằng ở đâu? Tại sao dân tộc Việt Nam lại bị đọa đày khổ hải ở dưới một cái chế độ ác quỷ đảng và nhà nước cộng sản như Việt Nam như vậy, và thế giới ngày nay vẫn thế giới tự do vẫn bình chân như vậy để giao lưu, để làm ăn, để buôn bán với Tàu Cộng, với Việt Cộng như vậy, rồi cái điều thiện ở đâu, lẽ phải ở đâu, công bằng ở đâu, chân lý ở đâu, tôn giáo ở đâu, và con người lương thiện ở đâu, và 90 triệu đồng bào của chúng ta muốn gì? Tại sao ở cộng đồng người Việt Nam hải ngoại vẫn mỗi ngày như vậy, vẫn trút tiền về để nuôi ác đảng giam quyền như vậy, qua cái những khoản tiền mà gửi về nhiều cách khác nhau, giúp bà giúp con từ thiện, làm ăn buôn bán v.v. tất cả gần như mỗi năm như vậy gửi về đến hơn 10 tỷ đô la như vậy để nuôi một chế độ ác quỷ như vậy, để tiếp tục đọa đày dân tộc của chúng ta. Rồi đã là vậy, tại sao người Việt Nam vẫn bình chân như vậy, vẫn đi về du lịch ở Việt Nam? Đã như vậy, tại sao có những người Việt Nam thương gia về Việt Nam buôn bán làm ăn là như vậy, tiếp tay nối giáo cho giặc để làm khổ hại dân tộc như vậy? Tại sao và tại sao? Tất cả những tại sao đó mỗi ngày như vậy chúng ta phải chiêm nghiệm, phải tìm hiểu tại sao và tại sao. Và chúng ta cần, tại sao lại ở người Việt Nam ở hải ngoại này vẫn có thể nghe cái lời dụ dỗ đường mặt của nghị quyết 36 của Cộng sản Việt Nam để làm cho chỗ này chỗ kia cộng đồng Việt Nam chia rẽ nghi kỵ, và giờ qua đó chúng ta đã tiêu hao cái tiềm lực đối kháng và vận động cho dân chủ tự do cho Việt Nam. Và tại sao và tại sao? Và các đảng phái chính trị ở đâu? Ở đâu? Tại sao không lật đổ cái bạo quyền ác quỷ cộng sản đó đi? Tôn giáo ở đâu? Có thể nói là hơn 85% là người có tôn giáo hoặc là Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Công giáo, Phật giáo. Rồi được khi gọi là đất nước, gọi là quốc nạn rồi. Quốc nạn tức là nạn của những người dân lương thiện mà không được làm được những cái việc, không làm được những việc tốt. Việc tốt đó là tự do lập hội, tự do tôn giáo, tự do đi lại, tự do ngôn luận, v.v. Mà một biệt đảng ác quỷ như vậy, trên dưới 4 triệu đảng viên đảng Cộng sản như vậy, cái bộ chính trị tình dạng ác quỷ như vậy, rồi những người tôn giáo ở đâu? Tại sao không đứng dậy để lật đổ cái bạo quyền ác quỷ nó đi, để trả lại cho cái những ngày tháng ấm no, bình an trên mảnh đất quê cha đất tổ của chúng ta, v.v. Tất cả cái đó đều là đặt ra cho mỗi người của chúng ta, đặc biệt là những người quan tâm, những người đó có một chút tâm cảm đúng nghĩa là con người,
có một chút hiểu biết đúng nghĩa là con người, cùng những người đó nằm trong tôn giáo, nằm trong đảng phái, nằm trong tất cả những người lương tâm lương thức. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đang hâm nóng cái bầu khí, cái bầu nhiệt huyết đó, bầu nhiệt huyết đó qua hơi thở, còn như các người đã dấn thân từ miền Bắc đến miền Nam. Chúng ta vui nhất á, là cái sự đấu tranh ngày hôm nay không phải là chỉ người miền Nam gìn giữ cái vùng đất tự do của mình, mà cả từ Bắc đến chí Nam đều ý thức được rằng dân tộc muốn trường tồn, người Việt Nam muốn giữ là người Việt Nam, thì đất nước phải được độc lập, phải được tự do, và người dân phải có cái quyền, chứ không phải tất cả những cái tự do và cái quyền đó nằm trong tay của một ác đảng giam quyền như vậy làm khổ đau dân tộc. Do vậy chúng ta trở lại là chúng ta hãy trân quý và nhìn nhận được cuộc sống cho tới ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào khía cạnh đẹp, phải nói là quá đẹp. Chúng ta sống mỗi ngày như vậy, như là chúng ta sống thần thông của chính mình, và chúng ta có thể chia sẻ thần thông của những người khác thành tựu. Và cái sự thành thông ngày hôm nay như chúng ta biết, ví dụ bây giờ chúng ta thường nhắc, chúng ta ngồi đây nói, nhưng mà quý ngài và quý vị có thể là không biết chân trời góc biển nào, cũng không biết là ai ở đâu và ngồi ở đâu, nhưng mà trong diễn đàn cả trên dưới 100 người có mặt như vậy để cùng với nhau chia sẻ người nói và người nghe, và có lúc người khác nói người khác nghe, và không ngăn ngại về cái sự cách biệt vấn đề về không gian. Và và nếu mà chúng ta áp dụng một kỹ thuật về hình ảnh thì chúng ta vẫn thấy được hình ảnh nhau. Như vậy cái thể nói rằng mắt chúng ta có thể thấy xa ngàn dặm, lỗ tai mình có thể thấy thể nghe ngàn dặm. Như vậy có phải chăng đó là thần thông? Đúng là, mà thần thông này không phải là chúng ta phải ngồi miệt mài kiên cử, đóng cửa lại, đi vào thâm sơn cùng cốc để ngồi luyện và luyện đó, thì thật sự ra chúng ta cũng chưa thấy có ai luyện mà được về điều đó. Mà nếu họ luyện được điều đó thì chỉ có người đó họ biết, họ được cái mà họ luyện thôi. Mà ngày hôm nay thì tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ, mắt chúng ta có thể thấy ngàn dặm. Mà thấy không phải là thấy đại cương không thôi, mà kể cả thấy được chi tiết này, lỗ tai chúng ta cũng vậy, nghe những âm thanh thú thỉ của người khác chúng ta có thể nghe được hết rồi. Và ngày hôm nay chúng tôi ngồi đây, nhưng quanh chúng tôi có thể là món đồ này đến từ Việt Nam, món đồ này đến từ Trung Quốc, từ Âu Châu, từ Canada, từ Úc Châu, món đồ này sẽ đến từ nhiều cái vùng khí hậu khác nhau của đất nước Hoa Kỳ này, vân vân và vân vân, có thể và tất cả những phương tiện, điều kiện, và kể cả xin lỗi là cũng chia cái vui, và đồng thời chúng ta cũng chia cái buồn đó là cái bầu khí quyển của chúng ta đang hít thở, có thể là nó bị ô nhiễm bởi những cái đất nước mà thải ra trong không khí nhiều cái chất độc hại. Và ngày hôm nay không phải là một quốc gia nói rằng tôi thanh lọc cái bầu khí quyển của quốc gia tôi là được, mà phải góp phần cùng tất cả mọi cái quốc gia khác để thanh lọc cái bầu khí quyển mới được, chứ không phải là một quốc gia thanh lọc cái bầu khí quyển của quốc gia mà là được. Tại vì tất cả đều nó trở nên cái gì nó cũng dữ dằn, cái gì nó cũng to lớn, và cái gì nó cũng ảnh hưởng giao thoa với nhau, và chính trong cái sự cái được và cái mất đó, và cái sống và cái chết đó, nó trở nên toàn cầu hóa, trở nên ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy thì một cái điều thiện mà ảnh hưởng lẫn nhau là đem lại cái niềm vui chung. Mà nếu một điều ác mà nó ảnh hưởng, thì điều thiện ảnh hưởng thì chắc chắn điều ác cũng có ảnh hưởng. Như vậy cuộc sống của chúng ta, mỗi người như vậy, và tập thể từ hai người trở lên cho đến toàn thể mọi người dân trên một đất nước, và mọi người dân trên nhiều đất nước, tức là toàn thể thế giới này, chúng ta phải quan tâm. Nhưng chúng ta nói thế giới thì chúng ta nói mong manh. Chúng ta phải đặt lại cho mỗi người của mình ý thức về cái điều mà mình suy nghĩ đó, cái điều mình mong muốn đó. Thì như vậy thì mỗi người của chúng ta phải cố gắng để làm sao để cho mình là mình là một con người đi trên trái đất này, và cơ hội và thời gian đi trên mặt đất này quả thật là không phải là lâu. Không phải là lâu. Do vậy cái không phải là lâu đó thì chúng ta làm sao, đây là một cơ hội thắng hữu. Mỗi người đang có mặt là một sinh linh, là một thành viên trong cái nhân loại hơn 6 tỷ người trên mặt đất này. Như vậy thì
tôi bảo vệ cái sự sống của chính tôi, nhưng tôi phải góp phần bảo vệ cái sự sống cho cái người thứ hai. Và như vậy nhân lên hơn 6 tỷ người, như vậy chúng ta phải quan tâm để bảo vệ sự sống. Và sự sống, như Đức Phật nói rằng, ai cũng sợ gậy gọc, ai cũng sợ gươm đao, ai cũng sợ đau khổ. Hãy suy bụng mình mà nghĩ ra bụng người như vậy, tức là mình muốn như vậy thì mình sợ như vậy, thì người khác cũng sợ như vậy. Và mình muốn cái điều gì? Mình muốn an lạc, mình muốn hạnh phúc, mình muốn sống còn, mình muốn bình an, mình muốn hạnh phúc. Tất cả những cái muốn của mình đó thì mình phải góp phần cho tha nhân cũng có được cái điều mà tha nhân muốn như vậy. Có như vậy thì quả thật rằng tất cả chúng ta là người có tôn giáo, công giáo, cao đài, hòa hảo, tin lành, Phật giáo v.v. Và kể cả những người không có tín ngưỡng nào, nhưng cái người đó quý cái điều thiện, cái người đó thiếu quý cái điều chân, thiện, mỹ, cái người đó quý cái lẽ thật, người đó quý cái tình nghĩa, thì tất cả cái quý đó cũng là hòa hợp chung. Như vậy tất cả những con người có tôn giáo hay con người không có tôn giáo mà trân quý cái điều thiện, chân thiện mỹ, thì tất cả cái đó chúng ta có thể nói đến 90%, có thể là trên dưới 90%, trong cái cảm thức lúc bây giờ của tôi như vậy, trên dưới 90% là chúng ta cùng có cái mẫu số chung như vậy, chúng ta có cái mẫu số chung như vậy, chúng ta có cái mặt bàn chia sẻ như vậy, thì tại sao cái điều thiện không diễn ra được? Tại sao hòa bình không diễn ra được? Tại sao cái nhân bản nhân ái không diễn ra được? Tại sao cái rất người không diễn ra được? Tại sao cái tình thương lăn mặn với nhau và chia sẻ cái điều thao thức với nhau, cái an lạc, cái hạnh phúc, cái đầy đủ, cái sống còn, cái không tật bệnh, cái không chiến tranh, từ ái, từ bi bất ái không diễn ra được? Chúng ta hãy tự hỏi lại mình và cùng với nhau để trả lời cùng với nhau, đó là cùng một tín ngưỡng. Người Phật tử hãy tăng ni và Phật tử, người công giáo, người tin lành, người cao đài, người hòa hảo, người quý trụ về tinh thần lẽ phải, người dân tộc người đó là người thiểu số, người đó người đa số, tất cả chúng ta đều đặt lại câu hỏi và đi tìm câu trả lời của mình. Nếu được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái điều thiện chắc chắn sẽ được duy trì, và nếu điều thiện nó có điều gì nguy hiểm thì chúng ta có thể bảo vệ được. Và chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ cái hòa bình lâu dài. Chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ cái được còn với mình lâu dài. Chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ cái có của mình được giữ gìn và lâu dài. Chắc chắn chúng ta sẽ bảo vệ cái hòa bình đang có được lâu dài. Và nếu có gì ngược lại, chiến tranh, nếu có gì đó là hận thù, nếu có cái gì đó phi nhân, phi nghĩa, phi đạo đức, phi tôn giáo, thì cái đó sẽ được phục hồi lại. Như vậy thì trong cái niềm cái chia sẻ hẳn hưởng như vậy, trong cái niềm tin như vậy, xin được kính gửi đến quý ngài và toàn thể quý vị để thấy rằng con người, mỗi người, thầy đó, cha đó, anh đó, chị đó, bác đó, em đó, cháu đó, cái cơ hội sống còn của chúng ta không phải là mỗi người của mình trở về cái tuổi thọ của mình không phải là dài đâu. Và mỗi người có mặt như vậy là một sự có mặt màu nhiệm. Và mỗi người chúng ta đang sống trong thế giới mà được thủ đắc do đời, tiếp nối đời đã để lại cho cái đời của chúng ta, mà chúng ta sống như sống trong thế giới thần thông như vậy, tại sao hạnh phúc không hiển hiện? Tại sao hạnh phúc không được giữ được lâu? Tại sao cái hòa bình không hiển hiện? Tại sao mà hòa bình không giữ được lâu? Tại sao cái điều thiện không hiển hiện? Và tại sao điều thiện không giữ được lâu? Và ngược lại, cái điều ác, điều xấu, điều ác quỷ của cái gọi là Việt Cộng, Tàu Cộng, Bắc Hàn Cộng, Quy Ba Cộng, và tất cả những cái xấu ác trên mặt đất này, tại sao không loại bỏ, không thanh lọc, không loại trừ được? Chúng ta tin tưởng rằng mỗi người của chúng ta nếu ý thức được như vậy, thì cuộc sống của chúng ta nếu có gì ngược lại với điều mong muốn, thì cái ngược lại cũng rõ ràng là cái ngược lại ở giữa chúng ta. Và cái ngược lại đó chúng ta cùng với nhau để giải quyết, nó giống như một cái thân thể như vậy, một con vi khuẩn nào đó, một loại vi trùng nào đó, một cái chứng bệnh nào đó, nó xuất hiện trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta liền đến với y sĩ, và y sĩ cho chúng ta phương cách để chữa trị bệnh, và những cái loại thuốc mà con người khám phá ra cái loại thuốc để giúp để giải quyết trị liệu cái bệnh đó. Và không, ngày hôm nay chúng ta phải rất là vui
khi khoa học kỹ thuật áp dụng vào trong vấn đề gìn giữ sức khỏe của con người, ngày hôm nay tuổi thọ con người mỗi lúc một tăng, và nhiều cái chứng bệnh từ các em bé ở trong bào thai cho tới ra ngoài, từ những cái người tuổi tác khác nhau, kể cả những người lớn tuổi. Nếu quả thật không có y học tiến bộ như ngày hôm nay, không có những loại thuốc men hữu hiệu, không có y sĩ đông y tây y, không có những phương cách gìn giữ sức khỏe qua cái nguồn thực phẩm ăn, nước uống, phương cách trị liệu, cái cách làm việc, chúng ta sẽ thấy công trường ngày hôm nay không phải đầy dày đặc người, trừ khi những nước còn nghèo nàn và thiếu thốn thôi. Chứ các nước khoa học kỹ thuật một, những công trường làm phải nói là lớn lao, từ cái xây cấp cho đến làm đường xá, và với tất cả họ đều dùng máy móc, và do vậy cái tuổi thọ con người ngày hôm nay, cái nguồn nước sạch, cái nguồn thực phẩm phẩm sạch, cái bảo vệ cái nắng gió tác hại, giúp đỡ cho cái phương tiện làm việc ngày hôm nay không phải hùng hục. Chúng ta vẫn còn thương cảm cho những cái xứ sở nghèo mà đem cái thân mình ra để bán lấy bán lấy sức khỏe, để bán lấy cái máu đào của mình để tìm kiếm miếng cơm manh áo hàng ngày. Chứ nhìn những nước khoa học kỹ thuật giàu có thì ngày hôm nay cái tuổi thọ của con người ngày hôm nay, tôi biết là như người ở Việt Nam của chúng ta thì tuổi thọ người nữ khoảng chừng 77 hơn 70 tuổi chung, và gần như là rất là cao, trên dưới 70 tuổi như vậy, đó là tuổi thọ người Việt Nam. Ở người Mỹ là trên dưới 80 tuổi như vậy đó, và đặc biệt ở Đông Nam Á là Nhật Bản như vậy, có thể là tuổi thọ trung bình nó hơn 80 tuổi kể cả nam nữ như vậy. Và chúng ta biết nhờ tuổi thọ đó cao là đâu, là đó là khoa học kỹ thuật họ đã ứng dụng áp dụng vào trong mọi cái cách khác nhau, đặc biệt là vấn đề biến chế thực phẩm, nguồn nước sạch, không khí sạch, phương cách trị liệu khi bệnh đau vân vân, thì chúng ta rất là cảm kích đời sống như vậy. Tất cả những cái cảm kích đó ở đâu có, tức là giữa con người của mình, chúng ta họ hoan hỷ vui vẻ và cố gắng hỗ trợ cho đời sống bằng những việc làm thiện của chúng ta. Những việc làm thiện đó như lời dạy của Đức Phật cho chúng ta biết ở đây trên điểm kiến trúc đó, là chúng ta có 10 cái điều thiện mà nói về cái lời cái hành động của mình. Cái hành động của mình có 3 cái điều thiện, cái lời nói của mình có 4 cái điều thiện, cái ý tưởng của mình có ba, tức là về thân hành động của mình có 3, cái khẩu hành động của mình có 4, và cái ý hành động của mình có 3. Cái thân hành động của mình điều thiện đó có 3, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Và nếu mà cái nói là cái lời nói của mình thiện, đó là không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Và cái tâm ý của mình có 3, đó là không tham lam, không sân hận và chánh kiến. Lời dạy như vậy để thấy rằng con người của chúng ta, khi mình nói chung chung, khi mình suy nghĩ chung chung, mà suy nghĩ theo kiểu con người của mình thì nó có đôi khi nó bất cập, tức là nó được cái này và nó không được cái kia, đôi khi nó đúng một phần mà không đúng toàn phần. Thì ở đây chúng ta chia sẻ với nhau lời dạy của Đức Phật nói về con người. Con người là nói về hành động. Hành động đó, hành động thuộc về thân, tức là cử chỉ mạnh bạo của mình. Hành động đó là qua cái lời nói của mình, và hành động qua đó là qua tư tưởng của mình, tức là thân, khẩu và ý. Thân hành động, khẩu nói năng và tâm ý suy nghĩ của mình. Thì ba cái điều tốt mà con người có thể suy nghĩ về cái phạm trù của điều tốt thuộc hành vi hành động của mình về thân, về lời và về ý, thì nó là về thân của chúng ta, thì chúng ta gọi là thân thiện nghiệp, tức là thân hành động thuộc về cái điều thiện. Điều thiện tức là gieo nhân tốt và sẽ gặt hái quả tốt. Mình gieo nhân tốt đó là mình gieo chính mình thì mình gặt hái chính mình. Mình gieo nhân tốt đó cùng với tha nhân thì mình sẽ gặt hái những điều tốt đẹp cùng với tha nhân, gọi là cái cộng nghiệp. Tức là thuộc về thân, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Và nó thuộc về lời, đó là không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm vô nghĩa. Và rồi về cái ý hành động đó là không tham lam, không sân hận và có chính kiến. Thì đó là 10 cái điều gọi là thập thiện nghiệp, tức là 10 cái điều tốt liên quan đến lời nói, việc làm và tư tưởng suy nghĩ của mình. Mà nếu là gọi là ngược lại, làm xấu, tức là cái xấu của cái thân hành động của mình là hành động đó xấu, tức là gieo nhân xấu. Gieo nhân xấu thì sẽ gặt hái quả xấu. Đó là sát sanh, đó là trộm cắp, đó là tà dâm.
Và nếu về nói về cái lời nói của mình, cái miệng của mình nó cũng độc địa lắm. Ta nói là lời nói như gươm đao mà. Như vậy thì cái thuộc bốn cái điều xấu thuộc về lời nói đó là nói dối, nó là chia rẽ, nó là độc ác, nó là phù phiếm. Và tư tưởng của mình xấu ác, suy nghĩ xấu ác đó là tham lam, sân hận và tà kiến. Mà 10 cái điều xấu chúng ta nên tránh và 10 điều tốt chúng ta nên cố gắng. Dĩ nhiên con người là nhân vô thập toàn, nhưng mà cái vô thập toàn đó hãng hữu là vậy, nhưng mà tôn giáo đã cho chúng ta cái cách để chúng ta thanh lọc toàn thể con người của mình. Mà nói là toàn thể con người của mình đó là nói về hành động. Hành động thuộc về lời nói, hành động thuộc về về cử chỉ, thuộc về gọi là về thân nghiệp, hành động đó là thuộc về tư tưởng, ý tưởng của mình. Thì ba thì 10 cái điều thiện và 10 cái điều ác. 10 cái điều thiện nó thuộc về lời nói có 4, thuộc về hành động có 3 và thuộc về tư tưởng có 3. Và thì ngược lại điều thiện cũng vậy. Chỉ là điều ác điều thiện gần như thật sự là tất cả những điều đó đều nằm trọn vẹn nơi mỗi con người, nằm trọn vẹn nơi tôi, nằm trọn vẹn nơi anh, nơi chị, nơi cháu, nơi chú, nơi bác, nơi cha, nơi thầy, v.v. Thì tất cả chúng ta nhất loạt không khác biệt ở giữa cái 10 điều này. Và 10 điều này nó thuộc về tư tưởng suy nghĩ, thuộc về về hành động, về thân, hành động về lời nói của chúng ta. Do vậy ở đây xin được nhắc lại như vậy để thấy rằng chúng ta không phải là suy nghĩ một cách trừu tượng, một cách khó khăn và một cách gọi là lung tung mà không nói lên, không gọi tên lên để thấy cái nói lên cái điều đó là cái gì, gọi tên lên cái điều đó là gì. Và cái nói lên, cái gọi tên lên không phải là tôi nói, anh nói, chị nói, và đây là Phật nói. Đức Phật là một chúng sanh ở giữa hàng hàng lớp lớp chúng sanh, và chúng sanh đó đã nâng lên một cái cấp tuyệt hảo rồi. Tuyệt hảo không sai trong lời nói, tuyệt hảo không sai trong hành động, và tuyệt hảo không sai lầm trong tư tưởng, trong ý nghĩ của mình. Đó là Phật. Thì Phật đã cho chúng ta cái khái niệm để gọi tên về những cái điều thiện và những điều bất thiện, những điều tốt và điều xấu ở giữa, ở nơi tôi, ở giữa nơi anh, ở nơi giữa nơi chị, nơi chú, nơi bác, nơi cô, nơi dì, nơi thầy, nơi cha. Tất cả chúng ta đều ở đây xin được nhắc lên lời nói của Đức Phật có 10 cái điều thuộc về xấu ác. 10 cái điều thuộc về xấu ác đó nó liên quan đến lời nói, hành động và tư tưởng của mình. Liên quan đến hành động đó là sát sanh là xấu ác, trộm cắp là xấu ác, tà dâm là xấu ác. Đó là thuộc về thân hành động. Mà nếu mà thuộc về lời nói, đó là nói dối là điều xấu ác, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, đó là điều xấu ác thuộc về lời nói. Và 3 cái điều khác thuộc về ý tưởng của con người của mình. Anh suy nghĩ, chị suy nghĩ, thầy suy nghĩ, tôi suy nghĩ. Thì 3 cái điều xấu ác thuộc về ý đó là tham lam, sân hận và tà kiến. Và ngược lại, điều xấu đó là điều tốt. Điều tốt thuộc về về thân nghiệp, thân thiện nghiệp, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Và cái điều 4 cái điều tốt thuộc về khẩu thiện nghiệp, đó là không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm vô nghĩa vô bổ. Và 3 cái điều thuộc về tư tưởng, thuộc về ý, đó là không tham lam, không sân hận và có chính kiến. Tất cả điều đó chúng ta cùng với chia sẻ với nhau. Thật sự cái cuộc sống tuy rằng nó mong manh và nó trùng trùng duyên khởi, nhưng chắc chắn nó chỉ có ý nghĩa chăng khi nào chúng ta trở lại với chính mình. Trở lại với chính mình, mình đừng, Đức Phật nói là không nên nghĩ người khác đã làm gì và không làm gì, nhưng hãy suy nghĩ là mình đã làm gì và đã không làm gì. Cái làm gì đó, chúng ta muốn cái gì, chúng ta muốn đã làm gì, chúng ta đã làm gì hay sẽ làm gì đó, cái điều đó là điều muốn, chúng ta muốn hạnh phúc hay chúng ta muốn đau khổ. Nếu chúng ta muốn đau khổ, tức là muốn đau khổ, thì đau khổ đó chắc chắn chúng ta sát sanh sẽ tạo nên nhân xấu, sẽ gặp thái quả xấu đau khổ. Vậy sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó là hành động xấu ác, gieo nhân xấu ác sẽ gặt hái quả xấu ác. Và nếu chúng ta nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, đó là khẩu, là cái miệng của mình nói điều xấu ác, gieo nhân xấu ác, chắc chắn phải gặt hái điều xấu ác. Và tâm ý của mình tham lam,
sân hận tà kiến, suy nghĩ xấu ác thì sẽ đưa đến lời nói xấu ác, đưa đến việc làm xấu ác, tâm ý suy nghĩ xấu ác, gieo nhân xấu ác sẽ gặt hái quả xấu ác vậy. Như vậy thì mình làm điều xấu ác mà mình muốn gặt hái quả ngô ngọt thì làm sao được? Không thể được, dầu là bất cứ tôn giáo nào đi nữa, không thể nói khác được. Bất cứ tôn giáo nào, tôn giáo đó là Cao Đài, là Hòa Hảo, là Tin Lành, là Công Giáo, là Phật Giáo, đã làm xấu ác, đã nói xấu ác, đã suy nghĩ xấu ác, thì chắc chắn không có tôn giáo nào cho chúng ta, có hứa hẹn cho chúng ta sẽ gặt hái được điều ngon ngọt, hạnh phúc, bình an được, mà chắc chắn chúng ta phải gặt hái điều bất hạnh vậy. Ngược lại, nếu chúng ta gieo nhân tốt, đó là thuộc về thân, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, chẳng những không sát sanh mà là chúng ta phóng sanh, cái này giúp đỡ cho tha nhân được duy trì cái mạng sống của mình được lâu dài. Chúng sanh đó có thể là người, chúng sanh đó có thể muôn thú muôn vật vân vân, thì chúng ta tạo cái nhân không sức khỏe và trường thọ, tức là chúng ta phải phóng sanh bảo vệ cái sự sống, và chúng ta muốn vun bồi cái tài sản của cải của mình mà được duy trì tốt trong cái điều thiện nghiệp, thì chúng ta phải không phải không trộm cắp không thôi, mà chúng ta phải bố thí, chúng ta phải chia nhường cơm xẻ áo cho đời, thì chúng ta sẽ gặt hái được quả ngon ngọt vậy. Và chúng ta không chẳng những quý trọng cái hạnh phúc của gia đình mình, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, mà chúng ta còn bảo vệ cho cái sự sống của tha nhân, của gia đình. Do vậy chúng ta chẳng những không tà dâm, mà chúng ta bảo vệ cái luân thường đạo lý ở giữa cuộc đời này, tức là bảo vệ hạnh phúc, cùng bảo vệ hạnh phúc, mình tôn trọng, mình quý mến hạnh phúc của mình, phải góp phần để bảo vệ, tôn trọng cái hạnh phúc của tha nhân. Những cái điều thuộc về thân này, chúng ta phải nhìn ra, chúng ta sẽ thấy nó, mặc dù con người, đặc biệt là những người trong tôn giáo, đã cố gắng rất nhiều trong cái việc bảo vệ để duy trì cái mạng sống của mình và duy trì của mạng sống của tha nhân, tôn trọng cái mạng sống của tha nhân. Mà chúng ta chẳng những tôn trọng bảo vệ cái tài sản của cải của mình, mà còn tôn trọng bảo vệ cho cái tài sản của cải của tha nhân. Chúng ta chẳng những bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình của mình, mà góp phần bảo vệ cho hạnh phúc của tha nhân. Ở những cái ba cái điểm này, chúng ta sẽ thấy luôn luôn lúc nào cũng bị bào mòn, bị xâm phạm, bị cắt xén, bị hủy bỏ. Chẳng hạn chiến tranh là gieo lên cái sự chết, là sát sanh. Chúng ta sẽ thấy rằng cái sự trộm cắp ngày hôm nay, nhà cửa như vậy, có nhiều chỗ thì rất là bình an, rất là an vui, rất là trật tự. Thậm chí đến chuyện mà gia đình họ đi xa, cửa họ mở, họ không khóa, thậm chí họ quên họ mở cửa như vậy, nhưng hàng xóm có thể, hoặc là họ qua, họ đóng cửa lại cho nhà hàng xóm kế bên, hoặc là không đóng cửa nào thì cửa mở, cũng chả có ai xâm phạm đến cái tài sản của người khác. Và vấn đề tà dâm vậy, chẳng những họ bảo vệ hạnh phúc gia đình cho gia đình của họ, họ bảo vệ hạnh phúc cho người khác, và ở đó không có cái sự hiếp dâm, không có sự tà dâm, không có sự mua bán tình dục vân vân. Trong khi đó ngược lại là chúng ta sẽ thấy chiến tranh là chết chóc, trộm cắp mà cửa đóng then gà chẳng vậy, mà nhiều cái kỹ thuật để làm sao gọi là cái rò dò và tìm và ngăn cản những kẻ khác xâm phạm vào nhà cửa của mình, đã nâng lên trở thành một cái công ty bảo hiểm, trở nên một cái công ty mà cung cấp những cái ngăn chặn trộm cắp vân vân. Và giờ tà dâm ngày hôm nay họ mua bán tình dục, chúng ta thấy, xin lỗi, như đất nước Thái Lan là đất nước Phật giáo, nhưng mà ở nơi đó rất là sớm trong vấn đề về kỹ nghệ về du lịch, mà cũng kỹ nghệ du lịch mà dụ dỗ người ta trên thế giới này đi về nẻo đó, tức là họ trong kỹ nghệ du lịch nó pha trộn về kỹ nghệ mua bán tình dục nữa vân vân và vân vân. Mà ngày hôm nay nghe nói đất nước Thái Lan là một ngõ ngã ba của những tội phạm đi và về, đi ngang qua đó các vị. Và chúng ta không nói là cái nước lăng ba, mà trên quê hương của mình, đảng và cộng sản nhà Việt Nam đã xuất cảng, có thể là xuất cảng mua bán tình dục để đưa những cái cô thiếu nữ mua bán với các nước lăng bang, đưa qua Tàu, đưa qua Đài Loan, đưa qua Nam Hàn vân vân, chúng như chúng ta biết hàng ngày như vậy. Và chúng ta ở chỗ này rồi nói về lời nói, cái nói dối, đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam chẳng những phải nói dối mà ác độc ma quỷ nữa, đã khống chế cái sức mạnh của dân tộc, đã bị Tàu Cộng xâm lăng bằng nhiều cách khác nhau, đã cướp đi Ải Nam Quan, Thác Bản Dốc, đã cướp đi Hoàng Sa và Trường Sa, đặt dưới sự đe hoặc là mất những phần
ở hải đảo ở biển rồi, gần như đối với Tàu Cập bây giờ là muốn chiếm hết cái biển Đông Nam Á vậy đó, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy tất cả những cái điều xấu ác đó mà tại sao không được thanh lọc, không được giải trừ, không được cấp cứu ngay để cho dân tộc có sức đi lên, để cho đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam trong và ngoài nước, để làm cái trước hết là duy trì cái mạng sống an vui bình an của cá nhân của mình, của gia đình mình và của cả một dòng tộc dân tộc Việt Nam của chúng ta. Do vậy những điều xấu ác như chúng ta vừa nói đó, điều xấu ác đó là thuộc về thân, tức là hành động thuộc về thân của mỗi người, anh đó, chị đó, tôi đây, đó là điều xấu ác, là sát sanh là điều xấu ác, trộm cắp là điều xấu ác, tà dâm là điều xấu ác. Và điều xấu ác mà hành động, tức là gieo nhân xấu ác, thì bắt buộc cái hệ quả đó là sẽ phải gặt hái điều xấu ác, và đó là thuộc về thân. Nó về cái miệng của mình, như ông bà mình nói là bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh là do ăn uống bội nhiều quá, không lựa chọn giống hiền mà ăn mà uống vào, thì chắc chắn phải mang lấy bệnh vậy. Và cũng chính cái miệng đó gọi là họa tùng khẩu xuất, tức là cái họa là do cái miệng của mình nói ra, mà cái họa nó mang vào cái họa vào thân. Đó là nói dối là điều xấu ác, nói lời chia rẽ là điều xấu ác, nói lời độc ác là điều xấu ác, nói lời phù phiếm vô nghĩa vô bổ để gây cái đầu óc của mình nó không có bình tĩnh, chớ cũng gây cái sự nhiễu loạn cho tha nhân. Và ngày hôm nay cái truyền thông đại chúng đó, ai làm nhiễu loạn đó là đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bao nhiêu những cái trên dưới 700 cái tờ báo và cơ quan truyền thông như vậy, và tư nhân của không có, và những nhà blogger đã bằng một cách đem cả cái mạng sống mình đổi lấy để có những tiếng nói trung thực, để có gọi là thông tin lề trái như vậy, và đã bị trù dập, đang bị trù dập và sẽ bị trù dập, đưa họ vào trong qua những bản án, qua những cái điều phi lý và đưa họ vào tù như vậy. Thì tất cả những điều đó đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam tiêu biểu cho cái điều xấu ác, và điều xấu ác đó thuộc về cái miệng đó là nói dối, nói chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm là điều xấu ác, gieo nhân xấu ác, gặt hái quả xấu ác. Và thuộc về ý, cái ý nghiệp nó rất là quan trọng. Tham lam, đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam tham lam vô độ, sân hận tức là bạo lực, bạo tàn, cho chúng sợ hãi, run sợ, run rãi từng giờ từng ngày, cho nên chúng không có cái mưu kế nào, mưu thần trước quỷ nào, ác độc nào mà chúng không thực hiện được, để buông lấy những bản án, buông những bản án phi lý phi nghĩa trên đầu của những lương dân, đặc biệt là những người có một tâm hồn cao khiết, muốn thay đổi hoàn cảnh sống khổ đau của dân tộc, thế nhưng phải vào tù ngồi. Chỗ có lẽ là chỗ an toàn nhất cho những nhà đấu tranh đó là chỗ tù, chỗ an toàn, và chính họ ngồi trong tù để cho tất cả chúng ta bên ngoài phải làm sao để cứu nguy cái người anh em của mình, cái người đồng loại của mình, cái người đồng bào của mình, cái người đồng chí của mình, cái người chiến hữu của mình, cái người đạo hữu của mình, tín đồ của mình. Những người đó là những người tiêu biểu cho những người lương thiện ở giữa chúng ta, họ vô tù thì chúng ta phải làm sao để cứu nguy họ ra. Cả một dân tộc ở trong tù thì chúng ta phải cứu nguy dân tộc ra khỏi cái tù đài vậy. Tà kiến là đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam, chẳng những tà kiến mà là ác kiến nữa, vừa tà kiến vừa ác kiến, vừa ác kiến tức là xấu ác, nó tượng trưng đầy đủ ở nơi bộ chính trị đảng Cộng sản Việt Nam mình và đảng Cộng sản Việt Nam, và tay chân bộ hạ của chúng là nhà nước, là quốc hội Cộng sản Việt Nam, Trung Cộng, Tàu Cộng cũng vậy, Cuba Cộng cũng vậy, Bắc Hàn Cộng cũng vậy. Chúng ta phải quan tâm những cái vùng đau thương của nhân loại trên mặt đất này. Chúng ta không thể sống tìm thấy sự bình an mà chúng ta quên đi cái sự riêng chiếc đau khổ gông cùm những lương dân của chúng ta, và đặc biệt người Việt Nam của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ đến cái vận mệnh của dân tộc, ngược lại chúng ta phải cố gắng làm sao chẳng những không sát sanh mà là phóng sanh bảo vệ sự sống, chẳng những không trộm cắp mà phải bố thí ban vui cứu khổ, chia nhường cơm trẻ áo cho tha nhân. Và hành động đó hành động quá đẹp. Quá đẹp. Người Việt Nam đâu có liên hệ với người Phi, mà tại sao người Phi đau khổ là mình nhường cơm xẻ áo, mà chẳng vậy mà mình cùng dấn thân tới đó để mình làm hành động tới đó. Tại sao người Đài Loan qua đó làm, tại sao người Việt Nam qua đó làm từ thiện, vân vân. Và chẳng những chúng ta không tà dâm mà chúng ta
phải bảo vệ cái nhân nghĩa đạo đức ở giữa con người, phải tôn trọng cái nhân phẩm nhân ái của con người, và chúng ta cố gắng để tránh xa những điều mà gây nên bất cái nhân phẩm của con người, đó là không chẳng những không tà dâm mà bảo vệ cái nhân nghĩa trinh tiết, cái điều tốt đẹp mà của con người, mà gì qua cái luân thường đạo lý, qua tín ngưỡng, qua cái điều nhân nghĩa đạo đức của con người chúng ta cần phải bảo vệ. Và qua lời nói chúng ta cố gắng không những không nói dối mà cố gắng để nói lên cái sự thật, không nói lời chia rẽ mà chúng ta nói cái lời đoàn kết, không nói cái lời độc ác mà chúng ta nói lời hiền thiện, không nói cái lời phù phiếm mà chúng ta bảo vệ cho cái năng lực của sự sống, cái sự thanh tịnh tự tại của mình, tức là định tĩnh, không nói cái lời vô nghĩa phù phiếm vân vân. Có như vậy trên danh nghĩa về truyền thông chúng ta sẽ áp dụng rất là đặc biệt, và ai áp dụng trong cái điều truyền thông qua cái miệng nói, và gần như cái vấn đề truyền thông đại chúng ngày hôm nay cái liên hệ đến cái miệng, tức là phát biểu cái tư tưởng của mình, nói lên cái tư tưởng của mình, viết lên cái tư tưởng của mình, chia sẻ cái tư tưởng của mình, thì qua cái điều, bốn cái điều mà chúng ta cần phải làm, đó là chúng ta phải tôn trọng sự thật, chúng ta phải nói làm sao để đem lại cái sự đoàn kết yêu thương, chúng ta phải nói làm sao để cái điều hiền thiện được mở bài, chúng ta phải nói làm sao để bớt đi những nhiễu loạn của thông tin mà đem lại cái sự định tĩnh của thông tin, đó là chúng ta không nói điều phù phiếm vô nghĩa vô ích để gieo nên cái sự nhiễu loạn của thông tin. Và đặc biệt cái ý nhà Phật quan trọng nhất là cái ý nghiệp của mình, tức là không tham lam mà phải rộng rãi chia ban vui cứu khổ, phục vụ, nhường cơm sẻ áo. Chúng ta không sân hận mà nói lên cái điều từ bi, bất bạo động, bao dung, và chúng ta không có tà kiến mà có chánh kiến, tức là điều đúng phải được suy nghĩ, điều đúng phải được chia sẻ, và chúng ta phải nhìn đúng, thấy biết đúng để đưa đến hành động đúng. Lời dạy của Đức Phật nói rằng tâm ý và quyết định mọi chuyện. Nếu tâm ý mà khi nói hay làm mà với tâm ý hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo chân giống như bóng và tùy hình như vậy. Ngược lại, nếu nói hay làm với tâm ý xấu ác đó là tham lam, sân hận, tà kiến, thì đau khổ sẽ theo mình, nó giống như bánh xe lăn theo chân của con vật kéo xe vậy. Con vật kéo chiếc xe phía sau, con vật đi tới đâu thì bánh xe sẽ lăn tới đó. Điều xấu ác mà khi nói khi làm với tâm ý xấu ác, tham lam, sân hận, tà kiến, thì cái kết quả chắc chắn chờ đợi đó là đau khổ. Do vậy hôm nay đôi lời như vậy để gửi đến toàn thể quý vị, ngài và quý vị, sau cái chuyến đi trong phái đoàn y tế tại Houston qua tỉnh bang Leyte, mà thủ phủ đó là Sacramento, mà từ ngày 21 cho đến ngày 28 tháng 2 rồi, và chuyến đi đó là biểu tỏ cái tình người mà không đem ra cái sự khác biệt nào của tôn giáo, của ngôn ngữ, của chủng tộc vân vân, và chỉ là một tình người thuần túy. Đó là hình ảnh đẹp giữa cuộc đời của chúng ta, và hình ảnh đẹp đó không phải chỉ một chỗ một nơi, không biết bao nhiêu và có nhiều cái hình ảnh đẹp, nhưng ngược lại ở giữa chúng ta, và đặc biệt trên quê hương dân tộc của chúng ta, cái hình ảnh khởi đã không đẹp, đang không đẹp và chắc chắn sẽ không đẹp, đó là hành xử của bộ chính trị đảng Việt Cộng, đó là hành xử của cái gọi là nhà nước của Việt Cộng, đó là hành xử của quốc hội, cái gọi là quốc hội của Việt Cộng, cái gọi là mặt trận tổ quốc của Việt Cộng, và không biết bao nhiêu người đã bị xa vào bãi mưu thần chức quỷ của Cộng sản Việt Nam, trong tôn giáo Công giáo, Cao đài, Hòa hảo, Tin lành Phật giáo, riêng Phật giáo gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội quốc danh của là công cụ của Đảng và Cộng sản Việt Nam, để tiếp tục gông cùm cái điều thiện ở trong tôn giáo, ở đây là Phật giáo, và họ đã tàn độc, họ đã giáng xuống những cái sự khó khăn trở ngại và loại trừ không bao dung tôn giáo, và trong đó có Phật giáo gọi là pháp nạn. Người Phật tử phải biết chuyện đó. Quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, cư sĩ, nam nữ cư sĩ, gia đình Phật tử phải hiểu chuyện đó. Chúng ta phải sống bày tỏ cái lương thiện, và cái lương thiện này chẳng những để lập nên cái đạo nghiệp của chính mình, và góp phần cho cái sự ban vui cứu khổ. Từ ở đâu, bi ở đâu, trí ở đâu, chúng ta chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, và cùng với nam nữ Phật tử, và chúng tôi cùng với các tôn giáo khác, cùng với những người lương thiện của dân tộc,
chắc chắn chúng ta cùng với nhau thì điều thiện sẽ được phát tác, sẽ được bảo vệ, sẽ được nâng lên. Và hễ chúng ta gieo nhân thiện, điều hứa hẹn đó là chúng ta sẽ gặt hái cái điều thiện vậy. Thì tất cả chúng ta, toàn thể người dân Việt Nam từ trong nước đến hải ngoại, chúng ta phải tai bên tai, lòng cùng với lòng, và chúng ta nguyện với nhau để cố gắng làm sao để bảo vệ điều thiện. Mà điều thiện nó được Đức Phật nói rằng thuộc về thân của mình là không sát sanh, mà chúng ta phải phóng sanh, phải bảo vệ sự sống, không trộm cắp, không lấy của, không cho, mà chúng ta phải ban vui cứu khổ, chúng ta phải nhường cơm xẻ áo, chúng ta phải giúp cho những người cùng khó, những người tật nguyền, những người đó cơm khát nước, những người thiên tai bão lụt, những người nghèo khó, những người tật bệnh vân vân. Chúng ta chẳng những không tà dâm tôn trọng cái hạnh phúc của mình, mà cũng tôn trọng hạnh phúc của người khác, và đặc biệt bảo vệ nam nữ thiếu nhi, và bảo vệ những cái người xa cơ thất tế, và chúng ta nỗ lực để bảo vệ cái gọi là xuất khẩu tình dục của Đảng và Cộng sản Việt Nam sống trong cái đáy quần của cái người đàn của những người thiếu nhi vô tội, của những người nam nữ vô tội. Chúng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã sống không từ đi để đi tìm cái nguồn lợi trong đáy quần của những người lương thiện, người dân lương thiện như vậy. Chúng ta phải nói một cách ngôn ngữ cho nó bộc bạch ra như vậy. Mặc dù chúng tôi là người tu sĩ, nhưng chúng tôi phải nói cái bộc bạch vì cái khổ nạn đó của dân tộc, là Đảng Cộng sản Việt Nam không từ đi ăn trong đáy quần của thiên hạ nữa. Do vậy chúng ta phải nói lên, và chúng ta chẳng những không nói dối mà nói lên sự thật. Chúng ta không nói lời chia rẽ mà chúng ta nói với cái lời đoàn kết. Chúng ta không nói cái lời độc ác mà chúng ta nói lời thân thiện. Chúng ta không nói cái lời thù phiếm vô ích vô nghĩa tốn thì giờ, mà chúng ta phải trân quý cái thì giờ của mình. Mà mỗi khi nói là phải, chúng ta phải nói như lời Đức Phật nói là tất cả khi chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta hãy nói là nói như chính pháp, mà nếu im lặng là im lặng như chính pháp. Tức là chúng ta im lặng chứ ta trở về cái sự định tĩnh chánh niệm của mình, và nếu nói năng là nói trong cái điều không cái không thiện đó, tức là không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Và đặc biệt tâm ý của mình chẳng những không tham lam, mà phải rộng rãi tâm tư của mình, phải có bất ái, phải có từ bi, phải ban vui cứu khổ cho tha nhân, rộng rãi rãi tâm cái tấm lòng của mình, chia sẻ đi với tha nhân, và từ có nhiều ít người cho đến nhiều người. Và chúng ta không phải sân hận, mà chúng ta có tấm lòng từ bi bao dung rộng rãi, chấp nhận cái sự khác biệt, miễn sao cái sự khác biệt đó để làm nên cái ý nghĩa của cuộc sống. Thì khác biệt đó giống như trong vườn hoa như vậy, có nhiều loại hoa thì bao giờ cứ vườn hoa mà có nhiều loại hoa thì màu sắc đã đẹp, hương vị cũng hương thơm cũng đa dạng nữa. Như vậy vườn hoa đó quá đẹp khi hưởng vườn hoa đó nhiều loại hoa và nhiều mùi hương khác nhau. Và chúng ta không những là chúng ta không có rơi vào cái tà kiến ác kiến ác quỷ của cộng sản, của kẻ tà kiến ác kiến cộng sản, mà chúng ta phải có chánh kiến để loại bỏ dứt khoát, không thể bị lừa gạt bởi cái đảng ác quỷ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta không phải định tĩnh, phải cho có chính kiến để chúng ta loại bỏ những cái ác kiến ma quỷ của cộng sản. Và người Việt Nam của chúng ta phải chống lại cái nghị quyết 36 thâm nhập của cộng đồng Việt Nam vào qua nhiều cái dạng thức khác nhau. Chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi rất là ngại các cơ quan truyền thông, những tờ báo, những đài TV, những đài radio, chúng tôi rất ngại khi nếu các ngài và các vị chủ trì những cái đó mà vì lý do gì đó thua lỗ, vì lý do gì đó mà cạn nguồn tài chính, mà nghe cái lời dụ dỗ và mua chuộc khống chế bởi cái bắt bộ phủ đem tiền cho chi ra cho các ngài, các TV, các radio, các tờ báo đó để sống còn một cách ma quỷ như vậy, để áp đặt cái để nối giáo cho kẻ ác ma ác quỷ, mà để làm một cái bãi đáp an toàn cho cái nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam chi phối của cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Tôi xin nhắc rằng các đài TV, các đài radio, các tờ báo, vân vân, các cơ quan truyền thông vân vân, nếu các ngài gì làm ăn mà thua lỗ cái gì đó thì phải khẳng định rằng hãy thua lỗ rồi vứt bỏ cái đó đi để làm chuyện khác, thất bại kêu đài bài kêu khác, không làm ăn được chuyện này thì làm ăn chuyện khác. Có hàng trăm hàng ngàn cái nghề khác nhau, chứ không phải cái nghề làm ra cơm áo đó là nghề chỉ có TV, chỉ có truyền thông, chỉ có radio, chỉ có báo chí và vân vân, hay là bất cứ một cái dạng thức làm ăn nào, và dạng thức đó kể cả cái chuyển tiền về Việt Nam, bất cứ một dạng thức nào, và dạng thức đó không thể là dạng thức
làm ăn mà qua đó mình nối giáo cho giặc, qua đó là bị mắc mưu của cộng sản, của mưu thần chức quỷ ác kế độc quỷ của cộng sản. Do vậy chúng tôi xin được nói lên những điều tâm huyết ngày hôm nay, đó là làm sao để chúng ta kháng thiết với điều thiện. Điều thiện đã thể hiện qua hành động của mình là không sát sanh mà bảo vệ sự sống, không trộm cắp mà ban vui cứu khổ, nhường cơm sẻ cho tha nhân, không tà dâm, tôn trọng cái tôn trọng cái nhân nghĩa, đạo đức lương thiện của con người, và đặc biệt là liên hệ đến vấn đề về tính dục, và qua miệng của mình chẳng những không nói dối mà nói sự thật, không nói lời chia rẽ mà nói lời đoàn kết, không nói lời độc ác mà nói lời hiền từ có ý nghĩa, không nói lời phù phiếm vô bổ vô ích mất thì giờ, mà có một tâm hồn định tĩnh nói lời chân thật, không có kêu, không có ngoa, không có sai lầm, và về thuộc về ý, không tham lam, mà chúng ta phải rộng rãi bao dung nhân nghĩa, không sân hận, mà nói lên cái tàu lòng từ tâm bao dung của mình, và có chính kiến để nhìn, để thấy biết tất cả những điều đúng. Cái điều đúng đó Phật cũng nói điều đó, Chúa cũng nói điều đó, Đấng Ala, Đấng Jehovah, Đức Quỳnh Phú Sổ, vân vân, tất cả những nhà mà sáng lập tôn giáo đều là có một cái nhìn chân xác về cuộc sống, và để giúp cho những người đi theo các ngài đó có một cuộc sống lời nói hiền thiện, suy nghĩ hiền thiện, hành động hiền thiện. Đôi lời như vậy xin được trân quý và thành tâm gửi chia sẻ với quý ngài và toàn thể quý vị sinh hoạt trong diễn đàn hôm nay. Và từ thành phố Houston, tôi kính gửi lời và chia sẻ cái điều tốt nào mà cá nhân chúng tôi cùng tham dự với phái đoàn y tế trong ngày 21 đến ngày 28 tháng 2 rồi. Trong phái đoàn có linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm cùng với anh chị em thiện nguyện, gồm có bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá và những nhà hiền lương khác trong phái đoàn. Và phái đoàn của chúng tôi đã hoàn tất cái công việc đem lại cái 5 ngày trường làm việc từ sáng đến tối, và đã tiêu biểu cho một trong những cái đẹp mà chúng ta cùng với nhau để chia vui sẻ buồn, và đặc biệt là trả cái món cái ân nghĩa mà ngày xưa người dân tộc Philippines đã dành cho người Việt Nam của chúng ta trên con đường vượt biên lánh nạn cộng sản, một chỗ dạo dừng chân trước khi đến một cái đất nước tự do thứ ba. Xin được trân trọng và hồi hướng công đức này đến toàn thể quý nhà và quý vị. Xin được đọc bài kinh để hồi hướng theo truyền thống của Phật giáo là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin được trân trọng kính chào quý ngài và toàn thể quý vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay, và sau đây nhường lời lại cho tất cả những sự thảo luận nào với toàn thể quý ngài và quý vị trong cái thời giờ còn lại buổi nói chuyện hôm nay. Xin được trân trọng. Vâng, quý vị vừa nghe tiếng nói của Hòa Thượng Thích Quyền Việt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Và Thầy cũng đã ưu ái dành cho diễn đàn chúng ta mỗi tuần 2 tiếng để hướng dẫn chúng ta theo lời dạy của Đức Phật, để trở thành những người tốt hơn, trở thành những người chân thiện mỹ, cũng như là Thầy cũng đã rất quan tâm tới tình hình đất nước chúng ta, tình hình dân tộc. Thì thưa Thầy, có một câu hỏi của một anh, cái nick là yêu nước là có tội. Anh này đã chat lên và xin đặt câu hỏi thế này: thưa Thầy, làm thế nào để cứu dân tộc Việt Nam ra khỏi vòng tay Việt Cộng? Và anh còn cho biết là bây giờ Việt Cộng nó ác, ai cũng biết. Vậy thì làm cách nào để lật đổ nó là quan trọng, thưa Thầy. Dạ, kính mời Thầy. Và Sóc Trăng Sơ cũng mong quý anh chị có thể đặt câu hỏi hay là có những cái góp ý gì để cái buổi hội luận chúng ta được thành công tốt đẹp hơn. Dạ, con kính mời Thầy. Kính anh người có nickname là yêu nước là có tội, câu hỏi của anh làm tôi giống như một người mà tôi biết làm sao, là một tu sĩ, và chúng ta biết rằng để đi tìm câu trả lời của anh á, thì cả một dân tộc cùng suy nghĩ, và cả một dân tộc đều đang phải trả giá cho cái câu đi tìm cái câu trả lời của anh.
Như vậy thì thật sự ra cái điều nội dung của buổi nói chuyện hôm nay, tức là nó về cái đẹp của điều thiện, nó về sự nỗ lực của con người của chúng ta có thể góp phần vào điều thiện, và điều thiện đó chúng ta phải thể hiện như thế nào, qua miệng của mình nói, qua hành động cử chỉ của mình và qua tư tưởng của mình. Còn cái để đi tìm câu trả lời, như anh một câu hỏi thật sự ra câu hỏi rất là đơn giản, nhưng câu trả lời cả một dân tộc và cả một tiến trình 70 năm miền gần 70 năm miền Bắc, gần 40 năm miền Nam, và cả không phải chỉ có dân tộc Việt Nam mà cả giờ mà những dân tộc bây giờ họ vẫn còn đi tìm cách để trả lời làm thế nào để cứu nước, làm thế nào để cứu dân. Và dân tộc Trung Hoa cũng gần 70 năm, dân tộc Cuba cũng vậy, và dân tộc Việt Nam cũng vậy. Cho nên ở đây không có một cái câu trả lời nào làm thế nào để cứu nước cứu dân. Và chúng ta không phải là trả lời bằng cái đi tìm câu trả lời cho nó hay, cho nó đúng, mà chúng ta bằng hành động của mình. Và bằng hành động của mình rồi mà là cả một cái hiểm nguy để trả lời đó, bằng cả một cuộc sống của mình, như các nhà tri thức đang đấu tranh, đang nằm gai nếm mật và đang bị tù đài như vậy. Thì tôi mong rằng cái câu trả lời, tôi không phải là cái người để trả lời làm sao để cứu nước, làm sao để giải phóng dân tộc, mà tất cả chúng ta đã biết cái chuyện đó chúng ta phải làm gì. Nhưng ở đây chúng ta phải nói là trước khi cứu thì chúng ta phải hiểu về chuyện đó, và chúng ta phải chấp nhận trả giá để cùng với tha nhân, cùng với dân tộc để đi tìm cái xin lỗi cho dân tộc. Thành ra tôi xin lỗi anh yêu nước là có tội. Ở đây thì cái câu trả lời như là câu hỏi, như là một cái câu hỏi then chốt, nhưng ở đây câu trả lời không thể là một câu trả lời một sớm một chiều, mà cho tất cả của chúng ta góp phần. Không phải là lời nói như làm sao ra làm sao, nhưng mà bằng hành động của mình. Hành động đó, lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình. Đối với tôi, gieo nhân thì sẽ gặt quả. Chúng ta muốn có cái kết quả tốt mà chúng ta gieo nhân xấu, làm xấu, nói xấu và suy nghĩ xấu, thì làm sao chờ đợi có một kết quả tốt được. Mà ngược lại, chúng ta không chờ đợi có một kết quả tốt, nhưng chúng ta nói tốt, làm tốt và suy nghĩ tốt, thì chắc chắn không chờ đợi cái tốt nó vẫn tới. Do vậy, cái tốt và cái xấu, cái ăn vui hay đau khổ đều là dựa trên mỗi cái sự ý thức của một sinh linh đơn thuần, là anh, là chị, là tôi, để đi trả lời cho cái câu hỏi mà điều đó nó có diễn ra hay không là một chuyện khác nữa. Nhưng chúng ta sống là tôn trọng sự thật, chúng ta sống là tôn trọng sự sống, chúng ta sống là tôn trọng cái an vui hạnh phúc của tha nhân, tại vì bản thân của mình muốn an vui hạnh phúc. Xin kính anh. Vâng, kính cảm ơn thầy. Và các chàng xưa thấy cái nick Việt Nam 56 này đưa tay cũng lâu rồi sau buổi chào cờ, nhưng mà ta thấy còn tiếp tục đưa tay thì các chàng xưa nghĩ là anh Việt Nam 56 thì chắc có ý góp ý. Xin anh Việt Nam 56 nếu có chiếc máy xin cho một số 1 lên để các chàng xưa biết và mời. Vâng, các chàng xưa cũng xin kính chào thầy Andikata. Thấy có bàn tay của thầy, các chàng xưa xin kính mời thầy cầm microphone. Xin mời thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về cái câu hỏi của vị đại nhân nào đó nói làm thế nào để cứu nước, thì Anicca thấy trong cái lịch sử nhân loại đến bây giờ, từ xưa đến nay chưa có nước nào mà có thể đánh bại được nước cộng sản cả. Không phải vì mình yếu, nhưng mà vì cái hệ thống kiểm soát gắt gao và tàn bạo của chúng, cho nên một cái gì nổi lên là bị tiêu diệt từ trong trứng. Cái vấn đề ở đây á, là chúng ta có thể giáo dục dân chúng và giáo dục những người cộng sản, giáo dục những người công an không có tin tưởng theo cộng sản nữa, là vì cộng sản là sai lầm, là tàn bạo. Thí dụ như vừa rồi cái bên Liên Xô đó, là không phải là Mỹ đánh mà không phải ai đánh, mà cái người công an Liên Xô họ cảm thấy rằng không còn lý do để bắn vào dân chúng, người mà đã đóng thuế để trả lương cho họ nữa. Vì vậy cho nên cái việc mà có hiệu quả nhất, mà làm sao mình giác ngộ được những người mê lầm, ngu si trở về cái tánh giác của họ, cái tánh giác là cái hiểu biết, phân biệt được trắng đen, lẽ phải, thiện ác,
Bởi vì vậy không phục vụ cho một cái nhóm người. Thí dụ bây giờ những người cộng sản mà công an đó, họ có cái lệnh là không có phục vụ cho một cái mà gọi là dân tộc hay là đất nước, mà họ chỉ phục vụ cho cái đảng cộng sản mà thôi. Công an không phục vụ ai cả, họ chỉ phục vụ cho đảng cộng sản, và đó là cái sai lầm trên căn bản dân chủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Những điều con muốn nói đã nói xong, xin trao mai lại cho đạo tràng và cảm ơn chư vị đã có lắng nghe. Dạ, cảm ơn thầy Anikata. Các trang sư cũng mến mời quý anh chị nào có muốn góp ý trong cái buổi hội luận này, xin mời đưa tay. Và đây là buổi hội luận để thuyết giảng về những cái lời Phật dạy, để đưa tất cả chúng ta hướng về cái điều thiện và trở thành những người tốt. Thì xin quý anh chị đừng có trát những cái lời ngoài cái chủ đề hôm nay. Dạ, con xin kính mời chú Siêu Hoàng cầm microphone luôn ạ. Dạ vâng, hôm nay rất là vui được nghe lại giọng nói của Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng sau một cái chuyến đi làm việc thiện, cũng như là thay mặt cho các tôn giáo và đồng bào. Thì tôi cũng nghe được một phần nào, bởi vì vào trễ, thầy đã chia sẻ những cái hoàn cảnh cũng như những công việc của phái đoàn. Riêng hôm nay tôi cũng rất là vui, xin chào thầy Anikata. Tôi biết là trong diễn đàn có nhiều anh chị em có những cái lời lẽ hơi nặng nề hoặc là không phù hợp với thầy. Nhưng mà hôm nay rất là vui có thầy vào đúng với lại cái dịp có Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng ở đây. Cho nên tôi đưa ra cái câu hỏi này, có thể là Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng và thầy Anikata có thể trình bày cái quan điểm của mình. Tôi có đọc một cái bài viết của ông Lê Mạnh Khác khi mà đề cập tới vấn đề như thầy Anikata chắc đã đọc và đã biết, tức là Phật giáo và học thuyết cộng sản có nhiều điểm tương đồng. Vậy thì kính thưa Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng, không biết Hòa Thượng có đọc và có suy nghĩ gì khi mà ông Lê Mạnh Thác đề cập rằng là chủ nghĩa cộng sản và giáo lý Phật giáo có những điểm tương đồng, vậy thì những điểm tương đồng đó là những điểm gì ạ? Và cũng hy vọng là thầy Anikata chắc là đọc nhiều sách về Các Mác, thì thầy cũng có thể trình bày những điểm tương đồng của giáo lý Phật giáo và học thuyết cộng sản là chỗ nào. Vâng, con xin phép mời Hòa Thượng, cũng như là rất vui được nghe ý kiến của thầy Anikata. Vậy con xin trả mic lại cho Hòa Thượng. Dạ, xin thầy có ý kiến gì về vấn đề chú Thư Hoàng vừa mới đưa ra, con kính mời thầy. Dạ, kính nhân sĩ Sĩ Hoàng, tôi cũng rất vui là nghe lại tiếng nói của nhân sĩ, và cũng rất là vui nghe tiếng nói góp ý của người có nickname là Anikata phát biểu. Câu hỏi của bác sĩ Hoàng chắc cho tôi vài tháng để tôi ngồi xuống tôi sao lục, rồi tôi viết một quyển sách rất là dài, rồi bác và quý ngài và quý vị sẽ dùng vài tháng để đọc cái điều của tôi nói. Nhưng ở đây thì nói như vậy cũng có thể đó là một sự thật, và đó là cũng cách nói đùa vậy. Nhưng ở đây chúng ta hãy nhìn lại nè, đừng có nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản đã làm, đã đem lại đau thương khổ ải. Từ ngày chủ nghĩa cộng sản ra đời và đã đem lại không biết bao nhiêu những sự đau thương, đầu rơi, máu đổ. Mà đến biển làm mực, lấy nước biển làm mực cũng không biết lên hết được tội. Liên bang Xô Viết, Đông Âu, Tàu, Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn. Đừng, không cần thiết phải ai nói về đối chiếu rồi nói tương đồng với tôn giáo này, với tôn giáo kia, đặc biệt là nói những điều thiện. Hãy coi cái lịch sử từng bước thương đau thương, đầu rơi gieo, đầu rơi máu đổ cho nhân loại như thế này. Bao nhiêu cái đầu đã rơi xuống nè, vì chủ nghĩa cộng sản,
bao nhiêu máu đã đổ cho cộng sản. Cuộc cách mạng, cái gọi là cách mạng cộng sản ở Trung Quốc đã làm cho hơn 60 triệu người Trung Quốc máu đổ đã mất mạng vì chủ thuyết cộng sản du nhập vào vào Trung Quốc. Với Việt Nam của chúng ta, hơn 3 triệu người Việt Nam đã bị đầu rơi máu đổ vì chủ thuyết cộng sản du nhập vào Việt Nam. Thiết phải có ai đó để nó lên, và ai đó để nó lên để nhận kẻ ác mà làm bạn. Người ta nói là thấy người ta sang bắt quàng làm họ, người sang đó là phú quý sinh lễ nghĩa, thấy người ta phú quý sinh lễ nghĩa mà mình bắt quàng làm họ đi thì cũng không được. Thấy kẻ ác quỷ mà bắt quàng làm họ, cái điều đó là điều sai lầm rồi. Chúng tôi sống ở đất nước Hoa Kỳ này, đúng là họ là phú quý sinh lễ nghĩa, và kẻ phú quý sinh lễ nghĩa và người Việt Nam sống ở đây bắt quàng họ làm họ, tức là đất nước Hoa Kỳ này, dân tộc Hoa Kỳ này là của tôi, là của thầy Việt đó. Nhưng không ai phản đối về chuyện đó, họ rất là vui khi ai đó như thầy Hường Việt như vậy nói đất nước Hoa Kỳ này là đất nước của tôi, dân tộc của tôi, thì họ rất là vui. Do vậy cái phú thấy người ta sang bắt quàng làm họ, mà người ta sang thật mà mình bắt quàng làm họ, mà họ cũng rất là vui, và cả hai đều vui. Và đúng là đất nước Hoa Kỳ này, dân tộc Hoa Kỳ này, đất nước của tôi, dân tộc của tôi, và ai trên người Việt Nam của chúng tôi ở đất nước Hoa Kỳ đều có thể nói như vậy. Trong khi đó người cộng sản Việt Nam họ giàu sù, họ bậc triệu và bậc tỷ, họ sang đó nhưng họ phú quý đó, nhưng họ không sinh lễ nghĩa và sinh ra ác độc, ác quỷ, làm điêu đứng, điêu linh, khổ hại cho dân tộc. Và đừng có bắt thấy người ta sang mà sang để trở thành quỷ rồi, mưu thần chức quỷ là khổ đau cho dân tộc. Đừng có bắt hà quàng họ làm họ, họ đã ăn rồi thì hãy họ để họ họ chịu, họ đã vay rồi hãy để cho họ trả. Tội lệ gì mình là cái người lương thiện, mình là người lương thức, mình là lương dân mà bắt quàng kẻ xấu ác đó đi ngược dòng lại với điều thiện của dân tộc. Họ sang đó như họ phú quý, họ giàu đó, nhưng họ không sinh lễ nghĩa mà họ sinh ra ác quỷ, họ tiếp tục đọa đày. Họ giàu đó họ tiếp tục giàu nữa, mà giàu cái điều đạo đức lương của ông bà của mình nó phú quý thì cần, thì do đó làm cái cơ sở để sinh ra lễ nghĩa, tức là sinh ra điều lương thiện, sinh ra những cái những hiền lương đạo đức, nhường cơm xẻ áo. Nhưng họ tiếp tục bóc lột và bóc lột tận cùng xương tủy, thậm chí họ đã tiếp tục làm giàu sang kể cả trong đáy quần của các chị, các em, của các cháu như vậy để họ tiếp tục giàu có. Đừng có thấy kẻ xấu ác đó thấy họ trước hết họ giàu có là bắt quàng làm họ, không, không có nước biển làm mực, không có viết lên hết tội ác của cộng sản. Do vậy xin được đôi lời như vậy để chia sẻ với nhân sĩ Sĩ Hoàng. Đừng có thấy cái kẻ ác độc mà giàu có đó họ ăn thì để họ phải trả, họ ăn bằng máu xương của đồng loại để họ sẽ trả máu xương của đồng loại đó. Họ không, họ ăn một nhưng họ trả gấp trăm gấp triệu lần. Hãy chờ đợi cái ngày phán xét cuối cùng vậy. Xin đôi lời như vậy. Tôi không muốn nói để phí cái thời giờ để nói về cái gì đó mà ai đó để nói. Đừng có nói về cộng sản, đừng bênh vực cộng sản, không, họ không có điều tốt đẹp nào hết. Họ sống trong cái gọi là tạo cái thiên đường của cộng sản, nhưng thiên đường chẳng thấy đâu. Hay là nói đâu, họ có thiên đường đó, là cái thiên đường đó là thiên đường của cộng sản. Chỉ có người cộng sản mới hưởng cái thiên đường của cộng sản, mà thiên đường đó tạo nên bởi đầu rơi máu đổ. Không biết có cái thiên đường nào mà thiên đường đó đầu rơi máu đổ của tha nhân để tạo nên cái thiên đường đó cho một lũ ác quỷ cộng sản để họ sống trong thiên đường của họ. Và thiên đường của họ mà họ nói rằng tự do của cộng sản gấp triệu lần tự do của tư bản, mình có nuốt trôi được chuyện đó không chứ? Mình có nuốt trôi được cái chuyện thiên rồi tự do của cộng sản gấp triệu lần tự do của tư bản không? Có không chứ? Có người tự do sống trong xã hội tự do dân chủ nào mà đi tìm cái tị nạn nơi cái thiên đường của cộng sản đó không? Ngược lại, người sống ở trong cái thiên đường của cộng sản Trung Hoa, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba để tìm cách họ vượt biên ra khỏi cái vùng đất cái gọi là thiên đường của cộng sản để họ đi tìm tự do
của cái ngược lại thiên đường của cộng sản, tự do của cộng sản gấp triệu lần của tự do của tư bản. Hãy người anh em, hãy thương với nhau và để chia sẻ cái điêu đứng gian ác, dùng cái mưu thần trước quỷ để nói lên cái tự do của cộng sản gấp triệu lần của tự do tư bản. Khi cộng sản miền Bắc đã cương chiếm miền Nam, người ta nói một câu để đời, đó là cái cột đèn mà nó đi được, nó cũng tìm cách ra khỏi cái thiên đường của cộng sản. Đâu là như vậy, gửi đến quý ngài và quý vị, đặc biệt là nhân sĩ Sĩ Hoàng. Vâng, để tiếp theo chương trình, kính mời thầy Anikata lên cầm microphone nha. Kính mời thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con là Anikata, con kính chào Hòa Thượng. Dạ, con xin phát biểu một vài lời. Hòa Thượng nói rất là đúng. Con thấy thế này, trong cái lịch sử mà con đã sống đến bây giờ là được 70 mấy năm, thì con chưa thấy một người nào ở đất nước tự do mà vượt biên để chui vào đất nước cộng sản. Mà con chỉ thấy hàng ngày, hàng giờ, nhiều người đã vượt, đã từ bỏ cái thiên đường của cộng sản đó để qua đất nước tự do. Cái chuyện đó người Việt Nam đã chứng kiến. Người ta đã vượt sang Bến Hải để vào miền Nam rất nhiều. Bây giờ thì con thấy thế này, cái mà gọi là cái thiên đường cộng sản đó mà thầy hồi đó là có cái tên là Lê Mạnh Thác, thì con rất là phục ngài này. Qua bên Mỹ học thời gian, đậu nhiều bằng tiến sĩ trở về, nhưng mà bây giờ ở bên Việt Nam nó ngài nói là đạo Phật với lại cộng sản có những nhiều điểm giống nhau, thì con không hiểu là cái tâm của ngài đó lúc đó ngài nói là như thế nào. Nhưng mà cái hoàn cảnh người nói đó hiện bây giờ họ ở trong cái gông cùm, thì chúng ta có thể là nhận xét cái hoàn cảnh hay là cái tâm lý của người nói ra cái câu nói đó. Nhưng mà theo con nghĩ thì nó có cái bề mặt hơi hơi giống nhau, là bên Phật giáo không có tin tưởng có một cái quyền lực siêu nhiên sanh ra vũ trụ và vạn vật và có thể ban phước giáng họa cho ai, bất cứ ai. Bên Phật giáo là chỉ thấy như vậy thôi. Bên Phật giáo thì quan niệm rằng cái mà vạn pháp mà chúng ta nhìn thấy đó chỉ là duy thức, mà tam giới thì duy tâm. Thì bên Công giáo thì bên cộng sản thì không nghe nói điều đó, nhưng mà dường như nó cũng cho rằng không có một cái quyền lực siêu nhiên. Nhưng nói thì cái miệng nó nói như vậy, nhưng mà những cái người cộng sản bây giờ thì đa số là rất là thờ phượng, thờ cúng rất nhiều. Cho nên cái lý thuyết của các Marx thì một đàn, nhưng mà cái cộng sản Việt Nam hay là những người cộng sản thế giới thì đã là một đàn khác. Vì vậy cho nên khi mà con có thuyết, con có trao đổi với ngài Sĩ Hoàng đó, ngày hôm qua hôm kia đó, thì con nói là con có vẻ khâm phục cái ông Các Mát, là bởi vì con đọc sách thì con thấy ông ta là không có tham nhũng, ông ta chỉ là viết báo để lấy cái tiền nhuận bút mà sống thôi, chứ không có lường gạt, không có giết người. Thì lại bị hiểu lầm là con khen cái chủ thuyết cộng sản. Cho nên những người ở trong room này đó, họ vào, họ chỉ thích nói thôi, còn họ nghe thì không đủ sức hiểu người ta nói cái gì. Và có nhiều người họ trách chát lên, và ngài Sĩ Hoàng đã nói rằng con là bị người ta là bơm bạc đê rất nhiều, và bây giờ vô đây thì ổng cũng quan hỷ. Sự thật tất cả những điều đó không đụng chạm gì đến cái lông của con cả, đã bởi vì họ có bắn được con đâu, họ có giết được con đâu, mà dầu bắn được thì cũng bắn được cái thân xác này thôi, chứ con đâu có là nằm trong thân xác này mà bắn mà nói. Cho nên những lời nói của ông Lê Mạnh Thác là Phật giáo và cộng sản có nhiều điểm tương đồng, thì nếu có thể có tương đồng là cái quan điểm của Phật giáo là không có chấp nhận một cái vị trời, một cái thượng đế, một cái quy luật thần linh ban ơn giáng họa hay là tạo lập cái vũ trụ này. Thì cái Phật giáo thì
cho rằng như vậy, và Cộng sản không biết là có phải cho rằng như vậy hay không. Nhưng mà cái thực tế của những người Cộng sản bây giờ thì họ lại càng là superficial, tức gọi là gì hả? Là mê tín, là cần mê tín hơn tất cả những cái điều mà những người bình thường mê tín. Dạ, con thấy ngài sĩ quan đi giơ tay thì con xin chấm dứt, bởi vì con cũng không còn cái ý nào hơn nữa để nói về cái sự tương đồng một vài điểm của Phật giáo và Cộng sản. Con xin được trao mai lại cho ngài sĩ quan và cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Con xin chào thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin ngài sĩ quan đỡ mai. Dạ, cảm ơn thầy Anikata. Thì thật sự thì nhiều khi trên diễn đàn có những người họ không có để ý những câu hỏi đó, mà họ chỉ hay châm chọc thôi. Mong thầy cũng hiểu cho. Và để cũng con cũng muốn mời luôn chú Thấp Logic, tại vì chương trình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Xin mời chú cho ý kiến luôn, và sau đó thì Hòa Thượng Thích Thường Việt sẽ có cái lời tổng kết với diễn đàn chúng ta. Con kính mời chú Thấp Logic nha. Dạ, tôi cũng rất là vui được hội ngộ cùng một lúc hai vị thầy với cương vị khác nhau. Dạ, thưa thầy Anikata, đối với tôi thì dù thầy có ủng hộ giáo hội Phật giáo quốc doanh, tôi gọi là cái giáo hội quốc doanh là bởi vì một số thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 1975 đã chấp nhận đầu hàng Cộng sản bằng cách là đồng ý cùng với Cộng sản để thành lập cái giáo hội Phật giáo yêu nước, mà nhiều người họ chọc, họ gọi là yêu quái. Thì Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên lại là người luôn lên tiếng để ủng hộ cái việc đấu tranh tự do tôn giáo không bị chính trị hóa của Cộng sản Việt Nam. Và đó là lý do mà hôm nay Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên có mặt hàng tuần vào thứ Sáu. Thứ nhất là để trình bày tình hình của giáo hội, cũng như chia sẻ về những sự quan tâm của tôn giáo đối với xã hội, đối với chính trị Việt Nam. Nhưng cái gì mà có thầy ở đây, thì qua cách nói chuyện của thầy, tôi biết là có nhiều thầy ở hải ngoại lẫn trong nước ủng hộ hoặc là đứng trên cái phương diện triết học, cho nên nhìn những người Cộng sản cũng là anh em như thầy nói, thì tôi đồng ý, bởi vì đó là trên cái phương diện về tôn giáo. Chỉ có cái điều mà tôi hỏi cái câu hỏi là đúng ra thì ông Lê Mạnh Thác là một thiền sư thì đúng hơn. Và khi mà ông trở về Việt Nam để trở thành một trong những cái người đóng góp rất lớn cho giáo hội Phật giáo quốc doanh, thì ông Nguyễn Khoa Điềm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói như thế này: tuy ông ta không phải là một người nghiên cứu lịch sử, hoặc là ông ta là cái người chuyên về cái vấn đề lịch sử Phật giáo hay là những cái vấn đề Phật giáo, bởi vì ông là người Cộng sản không tin Chúa Phật. Nhưng mà ông cảm nhận rằng những cái đóng góp hoặc là những cái bài viết như ông Lê Mạnh Thác viết mà đã được nhà xuất bản tổng hợp thành phố Sài Gòn, thì trong nước gọi là thành phố Hồ Chí Minh đấy, đã được Cộng sản cho phát hành rất nhiều sách, như là Lịch sử Phật giáo Việt Nam, đã phát hành năm 2006, rồi Văn học Phật giáo Việt Nam cũng xuất bản 2006, rồi
những cái bản khác như là nói về Trần Nhân Tông, rồi Chân Đạo Chánh Thống, rồi Tự Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam, v.v. Do đó cho nên trong một cái phần trình bày diễn thuyết trước rất đông các vị chư tăng trong nước, thì ông Lê Mạnh Thác đã trình bày Phật giáo và Cộng sản có những điểm tương đồng. Vì vậy cho nên tôi mới cũng lấy làm lạ. Thật sự ra thì nhân dịp có quý thầy ở đây, tôi muốn đưa ra như vậy để cho đồng bào nghe được và hiểu được những cái việc làm cũng như những cái sự tán thưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như lời ông Nguyễn Kha Điềm nói, trong cái bối cảnh hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam rất cần sự đóng góp nhiều hơn của tiến sĩ Lê Mạnh Thác đối với lịch sử nước nhà, đặc biệt là làm thế nào để cho Phật giáo Việt Nam phải được hiểu rộng hơn, đầy đủ hơn, theo đúng cái chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là cái lý do mà Cộng sản Việt Nam cho phổ biến tất cả những bài viết, cái gì có lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ông Lê Mạnh Thác về nước tới giờ. Tôi thì cũng gần hết giờ, tôi chỉ gợi ý tóm lược tại sao có những bài viết, có những cuốn sách được Đảng Cộng sản Việt Nam, nghĩa là tự bỏ tiền ra để phổ biến, cũng như ông Lê Mạnh Thác đóng góp rất nhiều công sức để củng cố và xây dựng cái bộ máy của Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương Cộng sản, qua cái việc đó là cổ suý những người đích đúng ra đồng bào Phật giáo trong nước cũng như hải ngoại là đừng chống Cộng sản, hay nói chung là phải nhìn Cộng sản với một cái con mắt nó cũng như là một cái tôn giáo, bởi vì giữa tôn giáo, Phật giáo và Cộng sản không có cái gì khác biệt lắm. Vâng, tôi xin cảm ơn, cũng như hy vọng là thầy Nikata, Anikata sẽ ở lại với tôi, bởi vì có thể nhiều người khác đó, thì cái cách nói chuyện hoặc là trao đổi nó không được tế nhị và cũng không được thấu đáo, nhưng mà với tôi rất thích, là bởi vì thứ nhất là đứng trên cương vị những người nắm vững được cái yếu tố lịch sử, chính trị và xã hội. Hai nữa là thầy cũng là cái người học rất giỏi và cũng nghiên cứu nhiều sách vở, cho nên là khi chúng ta nói về cái vấn đề xã hội, chính trị thì có lẽ là giữa tôi với thầy nó dễ nói chuyện hơn. Còn những anh em khác thì họ nghe họ tức thì họ chửi, chẳng hạn như là họ chửi Lê Mạnh Thác thế này thế kia, thì với tôi thì đó là bình thường. Bởi vì Cộng sản nó đã thành công cái việc là chia rẽ đồng bào Phật giáo ra làm hai, và bây giờ Phật giáo trong nước chắc chắn rằng nó sẽ là một cái công cụ rất đắc lực để làm cho thế giới thấy rằng dưới chế độ Cộng sản không hề có cái chuyện đàn áp tôn giáo. Vâng, tôi xin trả mic cho chị Sóc Trăng xưa để nghe những cái lời chia sẻ cuối cùng của Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng vừa chị Sóc Trăng xưa trở lại. Xin cảm ơn Hòa Thượng. Dạ, chương trình cũng sắp chấm dứt, con kính mời Hòa Thượng Thích Thượng Việt lên tổng kết cho hội luận ngày hôm nay. Con kính mời thầy. Cảm ơn nhân sĩ Sĩ Hoàng, cảm ơn thầy Anicheta và cảm ơn tất cả quý ngài và quý vị trong diễn đàn. Xin được có đôi lời để kết thúc. Dĩ nhiên là chỉ có nói không thì cũng không thể nói hết. Và hành động thì nó đòi hỏi không phải chỉ một người và là nhiều người. Và đặc biệt hành động hướng về cho cái điều thiện, cho lẽ phải, cho công bằng, cho nhân nghĩa, đạo đức, từ bi bất ái, vân vân. Trong cái đại thể của dân tộc, trước cái sự điêu linh, sa đọa, khổ hải của dân tộc, và tất cả chúng ta đều biết, chỉ có cần có một bầu không khí tự do để hít thở, đã phải trả giá quá đắt đối với toàn thể dân tộc của chúng ta. Do vậy ở đây có thể nói là nó giống như cái sự hiệu triệu của Đức Phật khi nói về cái phiền não nó đang thiêu đốt con người của chúng ta. Tham nó đang thiêu đốt trong tâm can của mỗi người của chúng ta. Sân nó đang thiêu đốt tâm can mỗi người của chúng ta từng sát na một, chứ không phải nó là tích tắc hay phút hay giờ. Và si cũng vậy.
Đức Phật nói lên là giống như lửa nó cháy trên đầu của mỗi người của mình rồi. Khi nó lửa cháy trên đầu của mỗi người của mình á, thì làm sao để dập tắt ngọn lửa cái đã, để cái sinh mạng nó còn được bảo trì. Thì cũng giống như vậy, dân tộc của chúng ta đang diễn ra từng sát na, từng ngọn ngọt. Còn nếu mà mình bắt đầu qua lời nói, việc làm và tư tưởng của mình, và bắt đầu bằng cái nhân ác, tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, thuộc về thân hành động, và nói dối, nói lời chia sẻ, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, là khẩu hành động, và tư tưởng của mình tham lam, sân hận, tà kiến, thì chúng ta sẽ không trông chờ được gì hết. Không trông chờ cá nhân của mình, không trông chờ được gia đình mình, không trông chờ được tập thể mình, không trông chờ được trong tôn giáo, trong đảng phái, trong dân tộc của mình. Do vậy, ở đâu là nếu thiện chúng ta cần hướng về, ở đâu là cái nhân thiện chúng ta cần phải gieo. Cái chỉ có hướng về không thôi, chưa nói đến hành động, thì cũng đã giải quyết được 50% cái sự khó khăn rồi. Tại vì mình quay về với cái điều chân thiện mỹ, mình quay về với chân tâm của mình, mình quay về với đại nghĩa của dân tộc của mình, thì trong cái xấu ác của Cộng sản, chúng ta không có trung hùng gì trong đó. Và trong cái điều thiện của dân tộc, chúng ta khởi lên từ lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình, thì có nghĩa là chúng ta cùng với đại nghĩa của dân tộc là một. Do vậy, đừng có đứng về phía ác quỷ, tư tưởng xấu ác, hành động xấu ác, và nói năng xấu ác theo kiểu người Cộng sản. Chúng ta không có trung hùng gì trong đó hết. Nhưng mà chắc chắn là chúng ta tha thiết để trung hùng với đại nghĩa của dân tộc. Chúng ta trung hùng với trong tôn giáo của mình. Chúng ta trung hùng với trong gia đình của mình, trong đảng phái của mình. Và chắc chắn cái trung hùng đó là gieo nhân thiện, thì sẽ gặt hái quả thiện. Thiện đó qua lời nói, thiện đó qua hành động, thiện đó qua tư tưởng của mình. Và chúng ta hầu hết là người tôn trọng sự sống. Chúng ta hầu hết là những người có tín ngưỡng. Như vậy chúng ta biết cái nẻo thiện đâu mà chúng ta hướng về. Xin được trân quý và cảm ơn tất cả quý ngài và quý vị có mặt hôm nay trong diễn đàn và đã đóng góp. Ai trong đóng góp, giàu là đóng góp có thể là cái nhìn mình phiến diện, lời nói mình phiến diện, hành động mình phiến diện, tư tưởng mình phiến diện. Nhưng cái phiến diện đó vẫn, nếu nó chỉ khi nào nó có một ý nghĩa, khi chúng ta cầu học, chúng ta cầu tiến, chúng ta cầu thiện, chúng ta cầu được cái kết quả tốt đẹp, dầu sao đi nữa, chúng ta vẫn có thể dung hòa được tất cả cái sự khác biệt đó khi chúng ta hướng về điều thiện, khi chúng ta hướng về đại nghĩa dân tộc. Mà ngược lại, chúng ta nói cho nó hay, nhưng mà chúng ta che đậy trong đó một cái điều xấu ác, và chúng ta không có cái dự phần nào trong cái xấu ác của một cái tiến trình gieo rác đầu rơi máu đổ của chủ thuyết Cộng sản. Chúng ta không có dự phần nào. Và chúng ta cũng hiểu rằng không phải trong cái tổ chức gọi là Phật giáo yêu nước, Phật giáo quốc danh đó, hầu hết là họ là Cộng sản. Thật sự Cộng sản, khi nào là Cộng sản, khi đó họ là đảng viên động cơ Cộng sản. Nhưng người làm có lợi cho Cộng sản, chúng ta biết là quá nhiều ở giữa chúng ta. Trong tôn giáo nào cũng vậy, Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, ai cũng vậy. Và chúng ta quá đủ 70 năm miền, gần 70 năm miền Bắc, quá đủ gần 40 năm miền Nam, quá đủ để biết cái ác quỷ gian thần ác quỷ của Cộng sản là gì rồi. Do vậy ở đây xin được trân quý, cảm ơn toàn thể quý ngài và quý vị có mặt trong diễn đàn hôm nay với cái giờ nói chuyện của chúng tôi. Và chúng tôi cảm ơn tất cả các vị đã góp phần để gìn giữ, duy trì cái sự có mặt thường xuyên của diễn đàn, để mỗi mỗi chúng ta có dịp để bày tỏ cái ý của mình, để chia sẻ. Và chỉ có ý nghĩa khi nào cái sự chia sẻ đó cùng hướng về điều thiện. Và nó không có ý nghĩa khi cái sự chia sẻ đó chỉ có hướng về điều ác, hay làm có lợi cho cái đảng ác quỷ Cộng sản Việt Nam. Xin được hồi hướng công đức và cầu nguyện quý ngài và toàn thể quý vị có một ngày an lành và đêm an lành. Xin được trân trọng và cảm ơn toàn thể quý ngài và quý vị. Dạ, kính thưa Hòa Thượng Thích Thiện Việt, Pháp Thăng Sơ xin thay mặt Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu của Hòa Thượng. Và Pháp Thăng Sơ cũng thành thật cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em đã có mặt trong cái buổi hội luận hôm nay. Xin giờ cái buổi hội luận hôm nay đến đây đã hết giờ. Xin
cảm ơn tất cả quý anh chị em và xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Anh Là Ai để thấy rõ được cái bản chất của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Để cái nhạc phẩm này cũng là chấm dứt chương trình hội luận. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chúc tất cả quý ông bà anh chị em có một ngày thật là hạnh phúc, vui vẻ và quý vị tiếp tục sinh hoạt với diễn đàn để đạt được nhiều thành công hơn. Một chút thương say, xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong đàn tàu ngoại tâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói chân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm sai sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm. Làm hai chuyện bên tan tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau chẳng còn tôi là người. Cội nguồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Sao bắn tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Ngăn bước tôi trong tầng lầu ngoại tâm. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tâm làm sai sai cho tàu? Trên ngàn sao ghi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm. Một ngàn năm hay chiến tranh tâm tôi ngồi yên để đời sau cháu con tôi là người. Còn muốn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Tôi không hề ngồi yên để đời sau cháu con tôi là người. Còn muốn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam? Qua bài hát của Việt Khang, tất cả chúng ta đều thấy rõ được cái bộ mặt thật của nhà nước Cộng sản Việt Nam, phải không quý vị? Đã đảo đảng Cộng sản Việt Nam, thèn với giặc, ác với dân.
Dạ, xin kính chào tất cả, xin chào tạm biệt tất cả quý anh chị em trên diễn đàn. Và có bàn tay của chú Thoát Luân Chính Sách Trang Thơ cũng mến mời chú cầm microphone. Và xin mời các ốp ở trong diễn đàn xin tiếp tục với chương trình của diễn đàn nha. Sách Trang Thơ phải tạm biệt tất cả quý